Chương 11, thời niên thiếu không thể quay lại ấy, 4. Lúc Kha Lễ xoay người thì thấy đường kỳ Sâm cậu giật nảy cả người. Đường kỳ Sâm vương tay giữ tay vịn cửa, nhưng anh cách tay vịn còn một khoảng nên bắt hụt, cả người loạn choạng. Kha Lễ chạy vội tới đỡ anh lên, đường tổng, anh không sao chứ. Cậu định gọi điện cho lão Trần thì bị đường kỳ Sâm chặn, không sao. Kha Lễ định nói lại thôi, thì anh lại lên tiếng, cậu đi ăn cơm cùng Trần táp đi bảo lão dư không cần tới nữa. Tôi ở nhà nghỉ, cơm nước xong thì cậu quay lại đây một chuyến. Lúc này, Trần Táp bước từ trong nhà ra, cổ tay khoát túi, không lưng thay giày, kha lễ ở lại đi, không cần đi ăn nữa đâu, các vấn đề cụ thể tối tôi chỉnh lý rồi chuyển phát nhanh tới cho cậu, lúc nào liên lạc cũng được mà. Phong cách làm việc của Trần Táp chính là như vậy, lanh lẹ quyết đoán, lời lẽ thì cũng chỉ là khách sáo, nói cho có, còn đâu thì chị đã tự có quyết định của riêng mình trần táp bước lên phía trước liếc nhìn đường kỳ sâm nói y học phát triển là thế vậy mà ít thấy tin tức gì về việc đổi dạ dày nhỉ kha lễ cười để hôm nào tôi hỏi lão trần đùa dẫn đôi ba câu kết thúc công việc mối quan hệ giữa bọn họ rất bền chặt không ai phải cố lấy lòng ai lúc này đường kỳ sâm có vẻ đã khá hơn lưng thẳng tắp tinh thần phơi phới kha lễ yên tâm trần táp đi rồi hai người một trước một sau bước vào phòng, không ngờ vừa đóng cửa, sức lực của Đường Kỳ Sâm như bị rút đi hơn một nửa, ngã thẳng xuống ghế sofa, vóc dáng cao lớn vật ra đó, tiếng động không hề nhỏ, Kha Lễ sợ hãi, ối! Đường tổng, một tay Đường Kỳ Sâm ôm bụng, đầu chôn vùi vào đệm sofa, tay còn lại lắc lắc, cơn đau từ từ dày vò, hơi thở Đường Kỳ Sâm suy yếu, anh ngẩng đầu nói gọi điện hỏi lão trần xem uống thuốc gì bây giờ giọng điệu vẫn như thường ngày nhưng mang theo chút tức giận rất nhẹ kha lễ hiểu tâm trạng đường kỳ sâm cực kỳ tệ cậu không lên tiếng lấy từ trong tủ một cái giăng giày mang qua đưa cho anh mới qua năm giờ mà trời đã tối đúng là mùa đông ánh sáng nhạt dần nhưng kha lễ không dám bật đèn đường kỳ sâm chớp mắt trong giây lát nhìn qua còn tưởng anh đã ngủ đợi thêm lát nữa Kha Lễ mới đứng dậy bật một ngọn đèn nhỏ, rồi ngồi xuống sofa đọc sách. Đọc thì nhanh nhưng tâm không tỉnh nổi. Cậu liên kết lại sự việc ngày hôm nay, nhưng dưới ngọn đèn này khiến cậu không thể tập trung nổi. Cậu liếc nhìn đường kỳ sâm, giấc ngủ của anh không được sâu, tóc cũng rối loạn, ít đi sự tin anh kiêu ngạo hàng ngày, nhiều hơn nét mệt mỏi. Chắc chắn cuộc nói chuyện giữa cậu và ông dĩ ninh một tiếng trước đã bị anh nghe thấy hết. Ông Dĩ Ninh nói chẳng qua cô ấy có chút khó chịu, Kha Lễ hiểu. Lời này nghe thì có vẻ yếu đuối, nhưng ngoài mềm trong cứng, cô đã thẳng thắn bày tỏ thái độ của bản thân. Con người là thế, thường trao chuốt lời nói tới mức không một kẻ hở, đó được gọi là cảnh giới giả tạo. Nhưng nếu không buồn che đậy cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu, thì đó mới chính là thái độ phóng khoáng. Chuyện năm ấy Kha Lễ cũng biết sơ sơ. Khỏi cần nói về tuổi tác bởi vì dù có 34 tuổi hay là 24 tuổi thì đường kỳ sâm vẫn luôn là một người ôn hòa lạnh nhạt, chẳng thể tìm được nơi anh một thứ tình cảm cháy bỏng mãnh liệt. Nhưng nếu anh cảm thấy thích hợp, thì chắc chắn sẽ dùng sự tinh tế dịu dàng đối xử tốt với bạn. Như Phó Tây Bình từng nói, đường kỳ sâm điểm nào cũng tốt, trừ một điểm, quá si tình. Sau khi đường kỳ sâm tốt nghiệp và về nước, gia tộc họ đường xảy ra khá nhiều vấn đề, loạn trong giặc ngoại, bước vào thời kỳ nhạy cảm ông cụ đường không cho đường kỳ xăm xa vào đống hỗn loạn này, thay vào đó, ông sắp xếp để anh vào tìm hiểu thể chế và rèn luyện trong doanh nghiệp. Thấm thoát đã 6 năm. Từ một thanh niên ngây ngô đến một người đàn ông trưởng thành, từ một người trưởng thành tới một người đàn ông biết bày mưu tính kế, trong những năm tháng cần tới sự nỗ lực nhất này, anh đã hoàn thành trọn vẹn. Cũng trong 6 năm này, anh đã dẫn dắt nghênh thần, từ một cô gái tuổi còn trẻ, ngây ngô non nớt trở thành một người phụ nữ trưởng thành đủ năng lực tự mình phụ trách công việc ngên thần là một cô gái tốt cũng là người chạm được tới trái tim đường kỳ sâm nhưng chuyện tình cảm ai mà nói rõ được ngên thần là người vô tư trong sáng không thích là không thích không chấp nhận mập mờ cũng như đeo bám hay cố tình tận hưởng cảm giác được người ta theo đuổi cô ấy có nói với đường kỳ sâm một câu rất kinh điển đời người chỉ có vài chục năm nói dài không dài nếu gặp phải bất trắc thì có lẽ còn ngắn hơn sẽ có người bước vào trong cuộc đời của em thực ra ông trời đều đã an bài hết cả rồi có điều người ấy sắm vai trò gì thì lại là do em quyết định em cảm ơn anh vì anh đã dạy em rất nhiều điều anh giúp em trở thành người tốt hơn nhưng nếu anh muốn tiến xa hơn nữa thì em thực sự xin lỗi khi ấy đường kỳ sâm chỉ cười nhân tài một tay anh bồi dưỡng không ngờ cái miệng cũng lợi hại vậy Lời nói như lưỡi dao chém thẳng vào lòng anh. Đoạn cuối câu chuyện này là vào 4 năm trước, cô gái ấy đã lấy chồng, gả cho mối tình đầu năm cô ấy 18 tuổi, một người lính đặc chủng khí phách chính trực kiên trung. Khi ấy, trong lòng Đường Kỳ Sâm đã không còn để tâm, anh thấy cô chia sẻ hình ảnh mình mặc áo cưới kèm theo status, lấy chồng rồi. Một năm sau, cô ấy lại chia sẻ hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh kèm status, sinh rồi. Đây đúng là một quá trình buông bỏ khá chậm rãi. Đường Kỳ Sâm quay về Thượng Hải tiếp nhận tập đoàn Á Hối, trái tim anh đã hoàn toàn tự do. Khi gặp Ôn Dĩ Ninh, dường như đó chính là duyên phận. Tình cảm đầu đời của cô nở rộ như một đóa hoa giữa ngày xuân, Đường Kỳ Sâm rất thích cảm giác được ở bên cô. Nhưng những người xung quanh lại không tin. Khoảng 20 tuổi, sôi nổi xinh đẹp, tính cách cũng có chút tương đồng. Phó Tây Bình rất hay trêu chọc anh về vấn đề này, hôm ấy anh chàng đã hỏi rất nhiều, thật ra tao cảm thấy cũng chả giống lắm, mắt. Mũi. Giống chỗ quái nào hả? Đường kỳ xâm liếc cậu ta, lười chả buồn nói. Khi ấy, chuyện mà anh làm nhiều nhất đó là đưa cô đi khắp Thượng Hải ăn uống. Ăn bốn năm lần còn có thể hiểu, chứ cứ ăn ăn mãi, ai mà không thắc mắc. Ông Dĩ Ninh không nhịn được nữa, có lần, sau khi lên xe, cô ngồi ở ghế phó lái hỏi anh lại dẫn em đi ăn à đường kỳ sâm đáp ừ đợi đã ôn dĩ ninh vừa nói vừa phanh áo khoác ra nhéo vào bên eo anh xem này thịt dày hơn nửa mét rồi cô mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt bên trong mềm mại bó sát phát họa đường nét cơ thể tuổi trẻ đúng là tươi tắn đầy sức sống ánh mắt đường kỳ sâm rơi trên tay cô rồi lướt xuống thắt lưng vẫn eo thon lắm cô nhóc này đúng là khoa trương quá thể anh cười hỏi, không ăn thật à? Vậy anh về làm việc đây. Đôi mắt ôn dĩ ninh tròn xoe, toét miệng cười, ha ha, đi chứ. Quãng thời gian ấy, các quán ăn lớn nhỏ ở Thượng Hải đều lưu lại dấu chân của hai người. Ôn Dĩ Ninh không phải là người có thể che giấu được tâm tư, lúc nào cô cũng muốn tìm một lý do để thẳng thắn bày tỏ, nhưng cô lại không làm được, loanh quanh một hồi vẫn ở nguyên chỗ cũ. Hay là thử đi thăm dò anh nhỉ? nhưng hồi đó còn trẻ không hiểu nhân tình thế thái mấy chuyện hỏi được chẳng có chút giá trị là bao cứ như thế trong một tháng định nghĩa rõ ràng nhất đường kỳ sâm dành cho cô chính là niệm niệm hai ta rất có duyên lúc ấy tính cách ôn dĩ ninh còn chưa chín chắn và chưa điều khiển được cảm xúc của mình cô giận đường kỳ sâm hai người ngồi trong xe bầu không khí trở nên căng thẳng ôn dĩ ninh không kiềm chế được đã tối rồi nhưng cô nhất quyết đòi xuống xe lão dư lái xe, không có lệnh của đường kỳ sâm ông nào dám mở cửa. Về sau, xe vẫn ngừng lại, ông dĩ ninh hòa mình vào trong gió rét, thân người gầy gò nhỏ bé, nhìn vô cùng xót xa. Trong thấy cảnh này, lão dư cảm thấy đúng là được chiều quá hóa kiêu căng. Theo hiểu biết của ông, quá nữa là bốt sẽ mặc kệ. Mãi lâu sau, người đàn ông ngồi sau mới mở miệng, lão dư, dừng phía trước đi, ông theo sau, đưa cô ấy về trường. Lão dư đáp, tôi thấy mấy cô gái mà giận thì 80% sẽ không lên xe đâu. Đường Kỳ Sâm nói, tôi xuống xe. Lão Dư chấn kinh, vội nói, đường tổng, thế không được. Bên ngoài đang mưa phùn, gió tây thổi mạnh, lạnh lắm. Đường Kỳ Sâm tiếp lời, dừng xe, tôi bắt taxi về. Lão Dư nghe lời, đuổi theo ông Dĩ Ninh. Dù sao là bậc trưởng bối, lời nói của ông vẫn có chút trọng lượng. Ông nói công ty đang có việc gấp phải xử lý, đường tổng ngồi xe trợ lý Kha đi rồi. Lúc đó ông dĩ ninh đang lạnh cống rung lẫy bẫy mới chịu lên xe. Trong xe, mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng, ngửi là thấy phiền. Đêm đó, đường kỳ sâm bị cảm lạnh, bệnh tới như núi đổ. Hai người không hề liên lạc với nhau, tới khi anh khỏi bệnh mới chủ động gọi cho cô. Ông dĩ ninh vừa bắt máy đã tuôn xối xả, em không đi ăn cùng anh đâu, anh đừng có mà tới đón, cơm của anh ăn không ngon. Đường kỳ Sâm nghe mà phì cười, cười tới mức nhăn cả mắt. Giọng anh khẽ trêu chọc. Con nhóc vô lương tâm. Về sau biết được anh bị ốm, không biết là do ấy nấy hay là do muốn gặp anh mà rốt cục ôn dĩ ninh đã tới thăm bệnh. Một người đàn ông 30 tuổi đương nhiên sẽ không để một cô gái nhỏ phải khó xử, cho nên anh luôn là người bao dung. Em không đến thì tôi gọi điện thoại em không tới, thì tôi nói cho em biết. Em cảm ơn, thì tôi vui vẻ nhận. Ông dĩ ninh nấu cơm cho anh, anh tự người vào cửa bếp, cầm điện thoại quay clip. Ông dĩ ninh quay đầu trông thấy, giờ dao lên kêu la, anh chụp em làm gì? Bộ dạng cô lúc này giống một con hổ ra oai, đường kỳ xăm cười, đang cầm dao đừng khu bậy bạ, cẩn thận bị thương. Em nấu cơm đi, anh ghi lại, sau này có thể học theo. Ông dĩ ninh không tin, anh còn biết nấu cơm à? Anh mà biết nấu thì em theo họ anh. Đường kỳ sâm không nói gì, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Anh ra phòng khách ngồi xuống sofa, điện thoại ông dĩ ninh đặt trên bàn không ngừng tích tích. Nội dung tin nhắn tự động hiện ra. Đường kỳ sâm liếc qua, gương mặt vui vẻ, quay đầu nói với người đang ở trong bếp, em còn bán hàng trên uy chát đấy à? Ông dĩ ninh bước nhanh ra, háo hức cầm điện thoại, hả? À, Đúng vậy. Bán gì? A à, giao, tổ yến ông Dĩ Ninh tay cầm điện thoại vui vẻ bước vào bếp. A à, giao là thuốc để bổ huyết. Đường Kỳ Sâm suy nghĩ, gửi cho cô em họ một tin nhắn. Gần 10 phút sau, ông Dĩ Ninh cực kỳ kích động, lao ra, khách hàng lớn này mới thêm bạn với em, đặt mua tận 15 hộp. Đường Kỳ Sâm nhìn cô, nghiêm túc hỏi, vậy em kiếm được bao nhiêu tiền? Một hộp là 75 tệ. Hai mươi hộp là. Ông dĩ ninh nghiêng đầu, thiếu điều dơ cả ngón tay lên đếm. Đường kỳ sâm cười cho cô đáp án, một nghìn năm trăm. Đúng ông dĩ ninh nhìn chằm chằm anh, ánh mắt long lanh tựa sao sáng, anh lợi hại quá đi. Đúng là tuổi trẻ, không giấu được tâm tư, không che đậy được ý nghĩ, tình cảm như một ngọn lửa nhỏ, lan dần thiêu cháy cả cánh đồng. Bị cô nhìn chăm chú, đường kỳ sâm vẫn bình tĩnh đáp lời, đương nhiên dù sao anh cũng tốt nghiệp thanh hoa mà ông dĩ ninh cười gặp cả người kinh kinh phục đáng không sánh bằng rồi thật kỳ lạ dù nhiều năm đã trôi qua nhưng ngày hôm đó lại luôn là một điểm sáng trong hồi ức nói thế nào nhỉ không hẳn là khắc sâu càng không phải dồn tâm trí để nhớ tới chỉ là vào giây phút đó giống như khi bạn vừa ngủ trưa dậy thấy căn phòng ngập tràn ánh nắng hay trông thấy bên đường có một cô gái trẻ chạy băng băng mái tóc dài phất phơ theo làn gió cứ như vậy đoạn ký ức ngắn ấy đột nhiên tới viếng thăm chuyện sau đó thì kha lễ biết phó tây bình tới chỗ đường kỳ sâm tán dốc nói đông nói tây cuối cùng trọng tâm lại vòng về ôn dĩ ninh cậu ta đã quen nói chuyện lố lăng dở dở ương ương tao nhận ra rồi nhé niệm niệm trông giống tiểu thần thật đấy đường kỳ sâm nói mày có thể câm miệng không phó tây bình kích anh góc nghiêng tính cách đường kỳ sâm luôn kiềm chế cũng không nhìn được thốt ra một câu thô tục, dường như vô cùng mất hứng, nghĩ một đằng nói một nẻo, mày nói giống thì là giống, được chưa? Tao thích như thế, trước đây thích, hiện tại thích, tương lai cũng vẫn thích. Hài lòng chưa? Sau này đừng có hỏi nữa nhé. Anh em với nhau thường chẳng giấu nhau chuyện gì, nhưng về vấn đề này, đường kỳ sâm luôn thận trọng, thái độ cũng không rõ ràng. Khi đó, ông Dĩ Ninh đứng ở một góc, cửa khép hờ không đóng chặt ngoài tối trong sáng ánh đèn giống như xối thẳng vào vết thương đẫm máu không biết gió từ đâu thổi tới đẩy cánh cửa hé rộng ánh mắt đường kỳ sâm và ôn dĩ ninh cứ thế chạm nhau vào khoảnh khắc ấy toàn bộ nhiệt huyết của người con gái đối với tình yêu vừa nảy nở đã bị dập tắt mỗi một giây trôi qua anh đều có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang dần tan thành mây khói tung tóe thành hoa lửa thiêu đốt đôi mắt anh kiêu ngạo của tuổi trẻ, giận lên là chỉ tin vào đôi tai, con mắt. Không phải không giải thích được, mà là so với tận mắt nhìn thấy thì lời giải thích chỉ là gió thoảng mây bay. Ngày hai người biệt ly ồn ào như thế, một người khóc, một người dỗ dành, một người hận, một người lặng im. Cuối cùng Đường Kỳ Sâm cũng thấy mệt mỏi, anh bóp đầu, thở dài, tai như ù đi. Ông Dĩ Ninh đột ngột bỏ đi. Kha Lễ đã tra được số hiệu chuyến tàu và giờ chạy là 2 giờ chiều sợ tàu lăn bánh sớm nên đường kỳ sâm lập tức rời khỏi cuộc họp hội đồng quản trị lái xe đuổi theo tính khá chuẩn thời gian tàu cao tốc dừng lại tay anh xách theo một cái hộp giữ nhiệt trên mu bàn tay có vết dao cắt lúc làm cơm hy vọng trong anh hoàn toàn bị dập tắt bởi số hiệu con tàu là giả kha lễ đi theo đường kỳ sâm rất lâu rồi đã từng trông thấy nhuệ khí của anh trên bàn đàm phán đừng thấy ý cười khi anh trò chuyện vui vẻ cũng đã kinh qua áp lực anh mang tới mỗi khi anh nổi giận nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là bóng lưng cô đơn của anh cái hôm anh xách hộp cơm lạnh ngắt đứng giữa dòng người tấp tập ở sân ga kha lễ từng thử phỏng đoán tâm tư đường kỳ sâm anh có thích cô ấy không có hối hận không đã quên được cô ấy chưa và có muốn bắt đầu lại không trong lòng kha lễ có đáp án nhưng cậu không dám nói trên sofa đường kỳ sâm trở mình làm chăn rớt xuống đất một nửa. Kha lễ sực tỉnh, đặt quyển sách chưa đọc được mấy chữ xuống, bước tới định dám chăn giúp anh. Kết quả, vừa ngẩng đầu đã thấy anh tỉnh giấc. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, từ vị trí này, có thể nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của anh ngược sáng, trông vô cùng nghệ thuật. Kha lễ hỏi nhỏ, đường tổng, anh có muốn ngủ thêm không? Trên trán đường kỳ sâm rịnh mồ hôi, nét mặt khác lạ. Anh cau mày đáp, tôi vừa mơ, sau đó nuốt nước bọt, giọng nói khô khốc, mệt mỏi, bảo lão Trần mang thuốc tới đi. Kha lễ lập tức căng thẳng, như gặp phải kẻ thù, đường tổng, anh thế này nên đi viện rồi. Đường kỳ xâm lắc đầu, tự như đang mê sản, không sao, tôi chỉ là... Có chút khó chịu. Chương 12, thời niên thiếu không thể quay lại ấy, năm. Tháng 12 qua rất nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới cuối tháng. Hôm qua ôn dĩ ninh đã được lĩnh lương, chưa được làm nhân viên chính thức nên lương không cao, nhưng có mấy ngàn tệ đặt trong tài khoản ngân hàng vẫn có cảm giác an toàn hơn. Sau khi cô gửi lại cho Giang Liên Tuyết 2.000 tệ, chỉ thấy bà nhận tiền, không thấy hội âm gì nữa. Đúng lúc hết hạn thuê căn hộ, vì giá quá cao nên cô không gia hạn thêm. Hai ngày nay, cô rút lại tiền và dọn tới chỗ mới, ở chung với một em gái. Em gái này chuẩn bị sang năm học cao học, người ngậm thanh tú, cái tên cũng dễ nhớ, Đinh Đương. Gần đây, hiếm khi trông thấy bóng dáng trần tác, chị luôn chân luôn tay chạy qua lại giữa Thượng Hải và Bắc Kinh vì chuyện liên hệ ra mắt quảng cáo. Ông Dĩ Ninh ở lại công ty, làm ở đâu cũng vậy, xong việc các đồng nghiệp hay tụ tập hàng huyên. Cái túi nào đẹp, nhà hàng nào ăn ngon, nói chung là đủ thứ chuyện trên đời, cũng chả thiếu chuyện bát quái ở công ty. Trò chuyện về lịch sử của tập đoàn Á Hối, về cục diện phức tạp và những cuộc đấu đá ngầm của các lãnh đạo cấp cao trong mỗi cuộc họp, về chuyện ai ở phe ai. Chuyện về trợ lý Kha đã 31 tuổi mà vẫn còn độc thân, mỗi tháng đều nhận được một khoản tiền phúc lợi từ công ty gọi là tiền an ủi độc thân. Ông Dĩ Ninh nghe mà phi cười, lại còn có loại phúc lợi này nữa cơ à, độc thân cũng có tiền hả? Không phải ai cũng có đâu, như đường tổng ấy, làm gì có. Mọi người cười âm nhắc tới vấn đề này, trọng tâm câu chuyện càng lúc càng đi xa. Ôi, mọi người đoán xem, đường tổng độc thân thật không? Không biết nữa, chưa từng nghe nói gì cả. Kém, có người nhíu mày nói, trước có một chủ đề lên hot sớt, là gì nhỉ? À, là chiếc Bentley của đường tổng ấy. Hả? Có phải ý chị nói An Lam không? Một người khác khịt mũi, chắc mọi người không biết, người ta là bạn từ bé của đường tổng, chơi thân lắm hai nhà cũng có làm ăn qua lại, hình như bác của An Lam cũng thường xuyên xuất hiện trên thời sự đấy. Xuyệt xuyệt xuyệt. Đừng nói nữa, không biết ai đã tin ý nhận ra, phản ứng kịp. Trần táp lặng lẽ xuất hiện, đứng chính giữa phòng làm việc. Ánh mắt chị đảo qua, tất cả mọi người đều cúi đầu làm việc tiếp. Trần táp đứng đó chừng 10 giây, 10 giây này đủ để chấn nhiếp bốn phía, cuối cùng chị nhìn về bên trái, nói với ôn dĩ ninh, cô theo tôi ông Dĩ Ninh đứng dậy bước theo chị Trần Táp đẩy cửa phòng ra ném túi sách lên sofa bước tới gần chiếc điện thoại bàn cầm lên kẹp giữa bả vai và gò má tay thì lật tài liệu xem năm phút sau chị đặt điện thoại xuống vẫn chưa ngẩng đầu lên cô chuẩn bị công tác tiếp đón ngày mai có một công ty nước ngoài tới đây khảo sát ông Dĩ Ninh gật đầu vâng ạ à. Trần Táp ký hết tài liệu cần thiết mới ngẩng đầu lên nhìn ông Dĩ Ninh đặt tiệc tại tháp kim mậu Phó Tổng Tần và Phó Tổng Lâm sẽ đi tiếp khách cùng cô, vị trí chỗ ngồi cô thu xếp cho tốt, đừng làm sai. Dặn dò xong mấy điểm quan trọng, chỉ còn nói thêm, làm cho tốt vào. Tuy đây vẫn chỉ là việc vặt nhưng tầm quan trọng và tính chất lại khác nhau. Nghiệp vụ của bộ phận này không hề xa lạ đối với ôn dĩ ninh, ngày trước ở truyền thông Nghĩa Thiên Cô cũng từng phải bước từng bước như thế. Đời người không ai nói trước được chuyện gì, 12 năm lại quay về điểm xuất phát lên lên xuống xuống bất kỳ một giai đoạn nào trong cuộc đời cũng có thể là một khởi đầu mới trần táp bận rộn với chuyện thu hút nhà đầu tư cũng như tìm kiếm các chương trình tạp kỹ nặng ký năm tới từ các đài truyền hình lựa chọn phương thức quan danh để bỏ vốn thấy tên công ty ngày mai tới khảo sát ông dĩ ninh vừa kinh vừa giật mình khó trách thái độ của trần táp trịnh trọng thế quan danh là một hình thức quảng bá thông thường doanh nghiệp muốn đề cao sản phẩm nhãn hiệu của mình và sức ảnh hưởng mà chọn một loại làm sách lược tuyên truyền tuy thời gian gấp gáp nhưng ông dĩ ninh vẫn làm đâu ra đấy hôm sau trần táp nói cô cũng đi cùng đi hôm nay chị ăn mặc khá long trọng môi tô son đỏ mộng trông cực kỳ uy nghiêm và chín chắn nhờ dịp này mà ông dĩ ninh được chứng kiến phong thái của một vị giám đốc xinh đẹp nắm giữ mạng lưới xã giao hàng đầu trong nước quan hệ nhân sinh cực kỳ thành thạo đúng là danh bất hư truyền. Đoàn khảo sát chừng 10 người, ông Dĩ Ninh là người đi cuối cùng, cô lắng nghe và nhìn nhận là chính. Trong đoàn có một người đàn ông Nhật Bản, tuổi khá lớn, tóc đã bạc màu, cũng đi sau cùng. Lúc báo cáo, Trần Táp nói tiếng Anh, người nọ lật tư liệu thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Táp, ánh mắt ngập ngừng. Ông Dĩ Ninh ngồi dựa vào cánh cửa trong phòng họp, vai trò chính là phát tài liệu và chăm trà. Cô có chú ý tới người đàn ông này, về sau cô tra danh sách đi kèm về tuổi tác quốc tịch, sở thích, tất cả thông tin này đều đã được chuẩn bị trước, duy chỉ có chức vị phía sau của người đàn ông này là bị bỏ trống. Trên sân khấu, Trần Táp đang giới thiệu kế hoạch phát triển của tập đoàn Á Hối trong lĩnh lực trí tuệ nhân tạo. Việc thành lập trung tâm đánh giá năng lực đã được phổ biến tới các khu vực có nguồn chiến lược tài nguyên phong phú. Thuật ngữ chuyên ngàn hát quá nhiều. Sự hoang mang trên gương mặt người đàn ông nọ càng sâu lúc này ông dĩ ninh bước lên hơi gặp thắt lưng dùng tiếng nhật bắt chuyện ngài có cần giúp đỡ không ạ à? trung tâm đánh giá năng lực một quy trình được các tổ chức sử dụng ngày càng rộng rãi để đánh giá nhân viên ánh mắt đối phương ánh lên sự vui mừng ông dĩ ninh vẫn duy trì tư thế lễ phép kính cẩn thuật lại những lời trần táp nói bằng tiếng nhật ngữ điệu và tốc độ dịch của cô cực kỳ trôi chảy gần như dịch song song với người phát biểu Ánh mắt Trần Táp rơi xuống người Ôn Dĩ Ninh, giống như vô tình nhưng lại cực kỳ đanh tháp. Buổi họp vẫn còn kéo dài, có lẽ được khoảng 10 phút thì cửa phòng họp được đẩy ra, Kha Lễ bước vào. Động tác của cậu rất khẽ, cậu bước vào đúng lúc đang chiếu tư liệu hình ảnh nên rất ít người phát hiện ra. Kha Lễ cầm một cái ghế tới, đặt sau lưng Ôn Dĩ Ninh, rồi vỗ vai cô. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu kinh ngạc, Kha Lễ làm một động tác, cười rồi đi ra ngoài cạnh cánh cửa phòng họp toàn bộ đều là cửa sổ sát sàn, Ông Dĩ Ninh nhìn theo, kha lễ lễ đi sau đường kỳ sâm, hai người đàn ông mặc âu phục cùng màu, giữ nguyên tư thế, dù chỉ là bóng lưng thôi cũng toát lên sự phong độ. Bài phát biểu kết thúc suôn sẻ, khi đoàn khảo sát ra về, người đàn ông người Nhật kia trước khi lên xe còn đặc biệt dùng động tác tay khen ngợi Ông Dĩ Ninh. Sau này cô mới biết, ông ta chính là người sắp lên đảm nhiệm chức vụ người phụ trách khu vực châu Á. Vì chuyện này Trần Táp trách cứ hết tất cả bộ phận có liên quan, công tác điều tra nghiệp vụ giai đoạn đầu không chu đáo, bỏ sót tin tức nhân vật quan trọng. Lúc giáo huấn cấp dưới, chân mày và đôi mắt chỉ cực kỳ sắc bén, lại nặng lời. Ông Dĩ Ninh thấy trên trán các vị quản lý đều rịn mồ hôi. Tới tận giờ tan tầm, bầu không khí mới đỡ nặng nề. Ông Dĩ Ninh thu dọn đồ, đạt chuẩn bị quét thẻ ra về. Trần Táp từ phòng làm việc bước ra, đi qua chỗ ngồi của cô chợt hỏi tan làm về nhà à? Ông Dĩ Ninh sửng sốt, vâng ạ. À. Đi thôi, tôi chở cô, Trần Táp nói, không đợi cô trả lời đã bước đi trước. Chỗ ở mới của ông Dĩ Ninh có chút ngược đường. Từ phố đông tới phải mất hơn một tiếng, đang là giờ cao điểm tan tầm, xe hai người bị tắt ở trên cầu vượt. Trần Táp mất kiên nhẫn, lấy từng ngăn để đồ ra một gói thuốc lá, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, rồi chị mở cửa sổ cho thoáng khí. Chị hỏi hút không? Ông Dĩ Ninh đáp, không ạ. À. Trần Táp trích một hơi, tay khoác lên bệ cửa sổ, không phải tôi nghiện thuốc đâu. Vài câu qua lại hời hợt, giữa dòng xe người tiếng ta nhích theo. Hết một điếu, Trần Táp lấy một viên kẹo bỏ vào trong miệng, tôi đã xem qua hồ sơ của cô, cô học khoa Anh Văn, sao lại biết nói cả tiếng Nhật. Khi còn đi học mỗi thứ em tìm hiểu một chút. Nghe có vẻ khiêm tốn, tự như chuồng chuồng nước nhưng sự thể hiện hôm nay của cô không chỉ gói gọn được trong hai từ một chút học phải thành thạo lắm mới có thể phản ứng nhanh được hơn nữa phải tính chuẩn thời gian đã tốt nghiệp được bốn năm rồi vẫn giữ được kỹ năng đúng là không dễ trần táp không hỏi sâu tại sao cô chuyển nghề ông dĩ ninh bình tĩnh đáp tuổi còn trẻ nên em muốn được trải nghiệm những công việc khác nhau hàn huyên thêm đôi ba câu trần táp hỏi tiếp tôi đã từng dẫn dắt rất nhiều người trẻ tuổi bọn họ rất năng động nhiệt tình, đây là ưu điểm nhưng cũng dễ chuyện bé xé ra to. Trong một đoàn thể, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đều phải có chừng mực. Cô vừa tới, chắc chắn có nhiều chuyện không hiểu, tâm sự nhiều hơn với các cô ấy cũng tốt. Lời nói của chị vô cùng thản nhiên, nhưng ông dĩ ninh nhìn ra sự ám chỉ, thâm tàn bất lộ trong lời nói của chị. Yên lặng vài giây, cô nói với Trần Tát, em biết chị có định kiến đối với em. Câu nói của cô thẳng thắn xé rách ý định che giấu thăm dò. Trần Táp thu lại, quay trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ông Dĩ Ninh nói tiếp, em bị đá khỏi truyền thông nghĩa thiên, tới được á hối quả thực cũng nhờ lời khuyên của trợ lý Kha. Nhưng không phải em nhận ân tình của ai cả, cũng chưa từng ỷ vào thế lực của ai hay dựa vào vận may. Em chỉ là cần một công việc, cần đồng lương, cái khác em không dám nói nhưng em không cần đi cửa sau để có việc làm. Quá khứ, hiện tại hay tương lai ở lại công ty bao lâu em cũng sẽ không làm bản thân phải thất vọng cách diễn đạt tuy còn non nớt nhưng ông dĩ ninh cho rằng cuộc vui nào cũng có ngày tàn đã không làm thì không đáng phải nhận sự ngộ nhận oan ức này tin hay không chí ít bản thân mình phải có chính kiến đã thái độ đàng hoàng này của cô khiến trần táp cực kỳ chú ý cô chưa từng oán trách sao ông dĩ ninh nghiêm túc suy nghĩ thừa nhận đương nhiên là có trước kia vì vụ của an lam mà em phải chạy ngược chạy xuôi còn gì thật ra em không thích nhận những kiểu như thế trần táp cắt ngang kiểu như nào à thì kiểu không thực hiện theo hợp đồng ấy ôn dĩ ninh nở nụ cười chỉ vì một bộ lễ phục mà kiên quyết làm ầm lên thật ra cũng không tội gì phải thế nhưng em không có cách nào khác việc thì vẫn phải làm thôi em còn để cấp dưới liên hệ với người đại diện của an lam nhưng người ta không gặp cuối cùng tốn không ít công sức mới hẹn được một trợ lý cấp thấp. Tính cách của tên trợ lý đó cũng khá chảnh, em cầu xin hắn rồi vậy mà hắn vẫn không nể mặt, còn chửi em là ngu rồi bảo em cút. Khóe miệng trần táp nhếch lên, tạo thành một đường cong rất nhỏ. Ông dĩ ninh biểu môi, không nói nữa, nói nhiều thì khác gì múa rượu qua mắt thợ đâu. Có lẽ em không giỏi giang gì, nhưng chị thấy em thế nào thì em chính là thế đấy. Trần táp bật cười thành tiếng dường như những gì ôn dĩ ninh chỉ là một bài học thuộc lòng không có gì đáng phải bận tâm, cũng không cần nghĩ nhiều. Chân mày chỉ giảng ra, nhẹ thốt ra một câu. Cô đúng là không thành thật. Còi xe vang lên từ bốn phía, đèn hậu giao thoa lẫn nhau, phía trước đường đã thông. Trần Táp điều khiển vô lăng, đánh về bên phải, tháng sau tôi phải tới hạo Á Đài, thực công tác quảng cáo trong quý đầu tiên của năm sau. Xe quẹo phải, so với đường vừa nãy thì thông thoáng hơn nhiều, chị nói lần này cô đi cùng tôi đưa ôn dĩ ninh về tới nơi trần táp lại quay về á hối cửa phòng ceo rộng mở kha lễ và đường kỳ sâm ngồi trên sofa thấy trần táp bước vào kha lễ nhường chỗ cho chị ngồi đường kỳ sâm vắt chân nhiệt độ trong phòng khá ấm áp anh chỉ mặc một chiếc áo khoác cashmere và một chiếc sơ mi trắng bên trong cúc áo nơi hậu kết được phanh ra tôn lên đường công đẹp mắt của cần cổ anh đưa văn kiện trong tay cho Trần Táp, cô xem qua đi. Trần Táp đọc lướt mấy hàng, tươi cười, nhanh vậy à. Năm tới, tập đoàn Á Hối sẽ mở rộng thị trường ra nước ngoài, trong đó có một kênh rất quan trọng, qua mấy lần đàm phán hòa giải, rốt cục đã đạt được. Trong cuộc họp nội bộ, ông Yamamoto Iyumiro đã bỏ phiếu tán thành kha lễ nói, chúc mừng giám đốc Trần. Trần Táp cố kiềm chế niềm vui, gật đầu nói với đường kỳ xâm, tôi sẽ bắt tay triển khai ngay. Anh yên tâm, chị không phải là người keo kiệt lời khen, chị thành thực trình bày, biểu hiện của ông dĩ ninh hôm nay không tệ. Kha lễ mỉm cười, cậu và Trần Táp hết sức ăn ý đưa mắt về phía đường kỳ sâm Đường kỳ sâm ban đầu tỏ vẻ không quan tâm. Được một giây, hai giây, rồi ba giây. Bị hai người kia nhìn chầm chầm khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực. Ngón tay đường kỳ sâm gõ lên tay vịn sofa, hơi siết lại, lạnh nhạt cất lời. Ừ, lợi hại. Sau câu nói ấy thì chủ đề này được khép lại. Tiếp theo bọn họ tán gẫu một lúc, hầu như chỉ có Kha Lẻ và Trần Táp mở miệng, lúc nhắc về nhân viên, Trần Táp điểm mặt chỉ tên khen che đầy đủ, tới ôn dĩ ninh, Trần Táp kể lại những chuyện mà cô đã từng trải qua ở Nghĩa Thiên. Hồi ấy vì An Lam hủy hợp đồng mà cô ấy đã tốn không ít công sức. Người đại diện của An Lam tên gì nhỉ? trần táp hỏi kha lễ kha lễ đáp trâu lâm trần táp cau mày biểu cảm biến hóa dường như thấy lạ tôi còn tưởng người đại diện là triệu chí kỳ chứ đó là một trợ lý nhỏ trong đội ngũ của cô ấy kho thông tin trong đầu kha lễ vô cùng đầy đủ và hoàn chỉnh cậu hỏi sao thế trần táp nhân tiện kể lại mấy lời mà tên trợ lý kia mắng chửi ôn dĩ ninh trích nguyên văn câu cúc đi luôn nói xong trần táp cười mấy người bên cạnh đại minh tinh bây giờ cũng ghê quá nhỉ, là tôi lạc hậu rồi. Nhịp tim Kha lễ đập nhanh, cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhưng vẫn cứ khách khí nói, ý thế hiếp người vẫn cứ nhan nhãn, ở đâu cũng thế. Từ đầu tới cuối, đường kỳ sâm vẫn cứ giữ im lặng. Nửa tiếng sau, Kha lễ Tiến trần táp ra cửa, sau đó đóng cửa xoay người lại, đường kỳ sâm đã ra đứng trước cửa sổ sát đất, quay lưng lại, nhìn ra ra ngoài kha lễ định hỏi anh có muốn về nhà không nhưng dường như có gì đó nghẹn lại không cất nên lời kha lễ giọng đường kỳ sâm trầm xuống hòa vào trong bóng đêm đầu anh không hề quay lại cứ thế hời hợt nói đuổi việc hắn đi linh cảm quả nhiên chính xác dù trong lòng thiên vị nhưng cậu không thể xử trí theo cảm tính cậu cân nhắc trọng điểm người là của an lam có cần đuổi hắn đi đường kỳ sâm cắt ngang xoay người ánh mắt rõ ràng không vui để bên cạnh cô ấy bớt đi mấy người thô tục Chương 13 Thời niên thiếu không thể quay lại ấy 6 Cuối năm là khoảng thời gian trận táp bận rộn nhất Truyền thông giấy còn tạm ổn Vì chỉ có giao tình khá tốt với mấy ông tổng bên đó Cần đăng gì thì đăng cái đó Chỉ là mấy chương trình được tài trợ bên đài truyền hình Thì trận táp phải tốn chút tâm tư Nửa tháng đầu Hai người phải chạy qua lại giữa đất liền và Hồng Kông Máy bay cứ vừa hạ cánh là phải xuất phát ngay Ban ngày đàm phán khốc liệt, buổi tối thì tiệc tùng, khung cảnh tráng lệ, người người cười nói, nhìn thì tưởng toàn bạn bè thân thuộc, nhưng trên thương trường, có ai không phải là một con cáo già. Mỗi lần cùng ly là một lần sống ngầm đưa đẩy. Tử lượng của Trần Táp vô cùng tốt, nhưng mấy ngày liền mệt mỏi cho nên trạng thái của chị tối nay rõ ràng kém hơn hẳn. Ông Dĩ Ninh đỡ chị quay lại khách sạn, chị nằm lên sofa, bóp đầu, vung tay, em đi nghỉ đi. Ông dĩ ninh đế túi của chị sang bên cạnh rồi đứng lên. Chị mơ mơ màng màng, cứ nghĩ ông dĩ ninh đã đi rồi. Vài phút sau, ông dĩ ninh lại ngồi xổm xuống nói, chị uống chút trà nóng đi, em bật nước rồi, xong chị tắm nhé, đừng đế cảm lạnh. Trần táp liếc nhìn ông dĩ ninh, gật đầu, cảm ơn. Sau đó chị ngồi dậy, bưng cốc trà uống hai ngụm, người tỉnh táo hơn hẳn, còn bàn bạc thêm về công việc với ông dĩ ninh. Chị hỏi quan điểm của cô, kế hoạch ý kiến hàng huyên đôi ba câu thì điện thoại kêu trần táp nhìn dãy số gọi tới ngồi thẳng dậy nhanh chóng bắt máy thầy lâm nó không tới trường được được cảm ơn thầy tôi biết rồi trần táp tắt máy đứng dậy cau mày chị nhanh chóng gọi một cú điện thoại khác lại không thấy nó rồi giờ tôi đang ở hồng kông không về được cậu đi tìm nó giúp tôi nhé trần táp có vẻ rất quen với chuyện này gương mặt chị lúc này vô cùng mệt mỏi nhưng hơn cả là sự lo âu. Không lâu sau, có điện thoại gọi tới, Trần Táp vừa nhấc máy đã nổi khùng, không biết bên kia nói gì mà đôi mắt chị như có ngọn lửa thiêu đốt, mày chống đối nữa thử xem, mai mẹ về sách mày qua Mỹ ngay lập tức. Nói xong, chị vứt máy lên ghế sofa, cơ thể kiệt sức khó khăn chống đỡ, chị thở dài ngồi xuống. Tay phải siết chặt gác lên trán khẽ xoa, để lộ vẻ mặt yếu đuối hiếm thấy ông dĩ ninh yên lặng ngồi một bên không hề hé răng nửa lời lát sau trần táp cất giọng nói khàn khàn dọa em sợ hả. ông dĩ ninh lắc đầu không sao đâu ạ à. quá hao tâm tổn trí trần táp thở dài không biết phải làm sao nữa đúng vậy là con chị ông dĩ ninh giật mình giọng chị đều đều sang năm một bảy tuổi rồi đúng là thằng quỷ sứ. năm nay trần táp đã ba mươi lăm tuổi Ông Dĩ Ninh không ngờ chị còn có một câu chuyện như thế. Nhưng hoàn cảnh lúc nào khá lúng túng, cô chỉ đành trấn an, con trai đều nghịch ngợm mà chị đừng giận hại người, để cho thầy giáo tới khuyên bảo nó chắc sẽ tốt hơn. Trần Táp không chấp mắt, nhíu mày nói, ư, ừ, em về phòng nghỉ ngơi đi. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Ôn Dĩ Ninh luôn cảm thấy một nỗi buồn từ ánh mắt của chị. Thời tiết ba ngày Tết rất ấm áp, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh trong. Tám giờ tối, tại một quán ba mới mở bên cạnh sông Hoàng Phố, ông chủ là Phó Tây Bình và Đường Kỳ Sâm, đương nhiên cũng phải thổi phòng lên đôi chút. Khi Đường Kỳ Sâm tới thì một đám người đã tụ tập chơi, thanh niên thì ca hát uống rượu, bàn poker cũng đang hoạt động luôn. Phó Tây Bình thấy anh vào lập tức quán trách, mày cưỡi rùa tới đấy à? Kha lễ nói đỡ, đường tổng hôm nay về thăm bà nội, vừa khéo hôm nay là ngày 15 phải ăn chay tụng kinh niệm Phật, làm xong đường tổng mới tới đi. Bà nội đường kỳ sâm năm nay đã hơn 80 tuổi, tín ngưỡng của bà ngày có ngày không? Đường kỳ sâm rất hiếu thuận, bà cũng đối xử với đám con cháu cực kỳ tốt, phó Tây Bình cảm thán, tao nhớ bà quá, tuần này phải đi thăm bà mới được. Hoắc lễ minh ngồi xổm một gốc ăn trái cây, ánh đèn xanh trong phòng hơi chói, lúc ấn lúc hiện khiến đường kỳ sâm mãi mới nhìn rõ người, một người đàn ông lạnh lùng cao mét 87, hai tay xăm trổ, nhưng lại có sở thích là ăn trái cây. Đường kỳ xăm bước qua, vỗ ghế cậu ta, không ai dành đâu mà anh bước tới cạnh bàn, nói với Kha Lễ, cậu bảo người ta lấy thêm cho cậu ấy thêm một đĩa nữa. Sở thích của đám người này thực sự quá ít, tới cái tuổi này rồi cũng chẳng còn hứng thú với những gì mới mẻ chạy theo trào lưu nữa, mấy người bạn chí cốt tụ họp lại, rất ăn ý tránh né chuyện công việc, ngồi chơi bài có thể nói là một hình thức đế thả lỏng. Đường kỳ xâm chơi bài bridge hay xì tố đều giỏi, phó Tây Bình hỏi, cơ thế mày đỡ chưa? không sao đường kỳ sâm đáp bệnh cũ điều này phó tây bình hiểu thật ra cũng không quá nghiêm trọng mấy năm nay đường kỳ sâm đã cai rượu và thuốc lá chỉ cần ăn uống điều độ thì khó mà tái phát chơi được vài ván cửa phòng mở ra phục vụ dẫn theo một người nữa vào phó tây bình liếc qua an lam tuần này an lam có lịch quay một bộ phim dân quốc tại thượng hải thời gian trống khá nhiều cô mặc một chiếc áo khoác bông màu đen và đeo khẩu trang chỉ đế lộ mỗi đôi mắt đường kỳ sâm đang quay lưng lại dường như anh không hề có ý ngoảnh đầu nhìn mà vẫn cứ tập trung vào ván bài an lam bê một cái ghế ngồi xuống cạnh anh tháo khẩu trang xuống ngó bài mọi người đã quen với cảnh này an làm giống như một cái đuôi thỉnh thoảng lại đưa ra vài gợi ý cố tình dở mánh khóe phó tây bình chê cô đúng là một người chỉ huy tệ còn trách đường kỳ sâm quá nuông chiều nhưng hôm nay An Lam không giống thế, nói thế nào nhỉ, cô rất trầm lặng. Đường Kỳ Sâm hôm nay số không được đỏ lắm, đã thua mấy ván rồi, cuối cùng cũng có một ván bài đẹp, đột nhiên An Lam chỉ, đánh con này. Phó Tây Bình hứng thú, nhất định lại thua rồi. Nhưng Đường Kỳ Sâm không nghe theo An Lam, anh tiếp tục đánh theo ý mình. An Lam mất hứng, thực ra ngay từ lúc bước vào cửa cô đã thấy không vui rồi, cô nói, bài của anh, anh thích đánh thế nào thì đánh giọng điệu có vẻ sai sai phó tây bình hiếp mắt sao thế an lam người của em dựa vào cái gì mà anh đuổi hả trợ lý nhỏ kia tên là triệu chí kỳ cô ta cút xéo được ba ngày rồi cô mới biết đường kỳ sâm nói anh bảo hắn đi à ý của kha lễ không phải ý của anh cắt an lam nổi cáu tính tình cô vốn thế lúc nào cũng được nâng đỡ nên không thể chịu nổi dù chỉ là một tí uất ức kha lễ người bị điếm danh tự giác nói chuyện này là tôi không đúng không liên quan tới đường tổng an lam khịt mũi tại sao kha lễ định thuật lại lý do chuẩn bị tư trước nhưng chưa kịp nói thì đường kỳ sâm đã lên tiếng nịnh trên nạc dưới loại người như thế ở bên em không tốt an lam mềm cứng đều không chịu tự như muốn phân cao thấp em hiểu rồi ai mới là người chuyện bé xé ra to hả phó tây bình cao mày an lam nói kiểu gì đấy An Lam phủi tay rời đi, bước nhanh như gió ra mở cửa, quên cả đeo khẩu trang. Phó Tây Bình chửi thầm, mẹ kiếp, cứ thế mà đi ra ngoài à. Không phải lo cô bị chó săn chụp mà sợ cô không an toàn, minh tinh nổi tiếng mà bên cạnh không dẫn theo vệ sĩ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Đường kỳ Sâm đặt bài xuống, nhăn mày, nháy mắt với Hoác Lễ Minh. Hoác Lễ Minh đuổi theo trên hành lang, ngăn An Lam lại, giọng điệu cứng nhắc, cô vào phòng đợi đi, người đại diện đang tới. Người đuổi theo không phải người cô muốn cho nên cô đang rất khó chịu, tránh ra. Đi được vài bước, cả người An Lam bị hoắc lễ minh khiên lên, dễ dàng vác trên vai, đầu óc An Lam như quay cuồng, cậu đúng là cái đồ lỗ mãn. hoắc lễ minh mặt không đổi, cô cứ tiếp tục kêu gào đi, tôi thì chả sao, vì tôi không phải người trong giới các người, cô là một đại minh tinh, bị một người đàn ông khiên vác thế này, cô nói xem, ai tổn thất hơn. Cơn giận của An Lam vẫn còn nguyên nhưng đã thành thật hơn. Cô bị Hoắc Lễ Minh ném lại vào trong phòng bao, tới tận khi người đại diện như gặp phải kẻ thù tới mang người đi. Náo loạn một hồi, hứng thú của mọi người đã mất sạch, bầu không khí nhạt dần, gần 10 giờ, đường kỳ Sâm rời đi, Kha Lễ có việc nên không đi cùng anh được nữa. Đường kỳ Sâm chưa muốn về nhà sớm nên lái xe tới công ty. Chủ nhật, yên tĩnh và vắng vẻ, dù đại sảnh bật đèn sáng trưng cũng không lấn át được sự an bình hiếm có này đường kỳ sâm bước ra khỏi thang máy mới phát hiện mình ấn nhầm tầng phòng làm việc của anh ở tầng trên nữa khi bước lại vào thang máy theo bản năng anh liếc nhìn qua khu bàn làm việc đèn trần không sáng nhưng ở một góc lại có ánh sáng leo lắc trọi lại anh đoán chắc là nhân viên tăng ca vào một ngày chủ nhật thế này đúng là hiếm thấy đường kỳ sâm bước thêm vài bước sau khi thấy rõ anh thoáng đáng đo mất một giây Do dự xong, anh vẫn tiếp tục bước tới, tựa vào cửa, giấu mình trong bóng tối. Ông Dĩ Ninh và Trần Táp vừa từ Hàng Châu về chiều nay, chuyến bay bị delay, Trần Táp lại bị sốt, nhưng thứ hai phải mở cuộc họp, còn cần chuẩn bị tư liệu, cho nên ông Dĩ Ninh đành sách cả hành lý chạy về công ty tăng ca. Cô cởi áo khoác, chỉ mặc độc mỗi chiếc áo nỉ. Màu đen, sau đó cuốn tóc lại, rồi tùy ý cố đinh bằng một cái bút bi. Trên bàn làm việc bày mấy quyển tài liệu, tệp quật đã lên tới 15 trang. Qua một lúc lâu, ông Dĩ Ninh cảm thấy hơi mệt, tay trái chống đầu, đổi sang tay còn lại chụp cô ngẩng đầu. Theo bản năng, Đường Kỳ Sâm đứng trong bóng tối muốn trốn sang bên cạnh. Làm xong động tác ngẩng đầu đầy khoa trương, cô chuyển sang lắc lư, lực hơi mạnh nên bút bi rơi xuống khiến tóc tung ra, đuôi tóc cuốn nhẹ, bay bay giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãy trên đầu vai tư thế ấy giống hệt với hình ảnh trong hồi ức của anh sực tỉnh đường kỳ sâm cứ đứng đó mãi không động đậy khi anh nhìn cô ánh mắt còn ấm nóng hơn cả màn đêm ôn dĩ ninh hất mái tóc vén gọn ra sau tai ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn hắt lên gò má xua tan hình bóng trong ký ức không rõ là trông đẹp hay xấu màm đường kỳ sâm lại nhíu mày bản báo cáo còn một chút nữa là xong phần còn thiếu cũng là phần khó nhất tạm thời ôn dĩ ninh vẫn chưa nghĩ ra manh mối gì mấy ngày liên đi công tác, cũng nào phải mình đồng gia sát gì, giờ cũng chỉ biết dựa vào chút hơi tàn mà chống đỡ. Cô hít sâu, tùy tiện cầm một quyển tài liệu, mở bừa một trang, đọc bằng tiếng Anh. Giọng nói êm tai, ngữ điệu chính thống, từng từ từng từ như những hạt trân châu rơi xuống đĩa ngọc, nghe đầy ý thơ. Đường kỳ sâm đứng ở phía xa, khóe môi cong lên, cứ thế không kìm được nở một nụ cười. Khi còn học đại học cô cũng vậy, đêm trước kỳ thi quan trọng, Đi ăn mà trong lòng Ôn Dĩ Ninh cũng không yên. Đường Kỳ Sâm bảo cô chọn món, cô cầm thực đơn, đọc từ đồ uống tới tận trang cuối cùng là đồ tráng miệng, khẩu ngữ của cô đúng là không uổng công luyện tập, lúc đó anh hỏi cô, có ý nghĩa không? Cô đáp, sắp thi rồi, em căng thẳng. À, chưa từng thấy có ai dùng cách này để thả lỏng. Giữa hai người, dù chưa từng nghiêm túc nghĩ tới những chuyện như tương lai, như nghề nghiệp hay là quan điểm cuộc sống, nhưng đường kỳ sâm có thể nhận ra cô rất thích ngành mà mình chọn đam mê của cô như một ngọn lửa bùng cháy thắp sáng tài năng mãi chìm trong ký ức tới lúc tỉnh ra đường kỳ sâm không khỏi ngạc nhiên trong lúc anh phân tâm thì chỗ ngồi đằng kia đã trống không chẳng biết ôn dĩ ninh đã đi đâu nữa đường kỳ sâm chưa kịp phản ứng thì đằng sau lưng đột nhiên bị đụng mạnh khiến bước chân anh loạn choạng dúi về phía trước hai bước anh hít sâu đau tới lạc giọng giận dữ quay đầu lại trong tay ôn dĩ ninh cầm hai quyển sách dày, được bọc trong một cái vỏ cứng, góc cạnh sắc bén, 5 phút trước tự dưng cô xuất hiện giác quan thứ sáu bầu không khí lúc này không được đúng cho lắm. Văn phòng tối âm, lại còn là chủ nhật, trung tâm tài chính lớn chẳng khác gì tòa nhà ma. Cơn sợ hãi dâng lên khiến cô không điều khiển được tay nữa, cô không dám nhìn, không dám đế lộ nổi hoảng sợ, cứ thế cầm quyển sách bước từng bước về phía đường kỳ xăm đang đứng vị trí của hai người lúc này thật là khéo, một người ấn trong bóng tối, một người lại đang quay lưng. nói tóm lại, ông Dĩ Ninh không nhìn rõ có người hay không. đợi tới khi phát hiện thật sự có người, thì đầu óc cô lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. cô cầm quyển sách cứng cáp bước lên. lúc hai người mắt chạm nhau, cơn tức giận bùng phát, dồn toàn bộ sự tập trung vào bàn tay đang cầm đồ vật. ông Dĩ Ninh nhắm chặt mắt đập cái thứ hai. Đường Kỳ Sâm theo phản xạ bóp lấy tay cô. Người loạn choạng lùi về phía sau, đụng phải chiếc ghế. Chiếc ghế không chịu được lực va chạm lớn tới vậy khiến hai người dính sát vào nhau, hông của anh đập vào mép bàn, mồ hôi lạnh ứa ra. Khi ôn dĩ ninh nhìn rõ, cô không khỏi sửng sốt, hai người ở gần tới vậy, cổ tay còn đang bị anh nắm lấy, còn anh thì cục mắt nhìn cô, mạnh mẽ và yếu đuối, tư thế đối lập này cô cực kỳ không thích. Tay anh không chịu buông lỏng, thế thì cô biết chống trả kiểu gì. Hành động cố tình này của cô khiến anh càng nóng tính, càng dùng lực không chịu buông tay. Động tĩnh của hai người không lớn nhưng lại âm thầm phân cao thấp, không ai chịu thua ai. Trong bóng tối, đôi mắt Đường Kỳ Sâm đầy tâm trạng, đôi mắt của Ôn Dĩ Ninh thì sắc bén, trong một giây đấu mắt, không ai chịu thua ai. Ôn Dĩ Ninh trợn mắt, "Bốt, trước khi làm gì anh không nghĩ xem có khiến nhân viên khó chịu không à?" Lúc cô nói câu này thì Đường Kỳ Sâm cũng đã nới lỏng tay tay ôn dĩ ninh không hề ngừng lại, quyển sách dày cứng kia đập thẳng vào khóe miệng đường kỳ sâm, lực mạnh tới nổi chảy cả máu, anh im lặng cho tới khi buông hẳn tay cô ra. Đường kỳ sâm nhìn cô, bị đập vào miệng khiến giọng anh hơi khàn đi, em cho rằng tôi không khó chịu sao. Chương 14, thời niên thiếu không thể quay lại ấy, 7. Hai con người, hai tiếng khó chịu. Bầu không khí càng lúc càng trầm, càng lúc càng dính cho tới khi đông cứng lại nếu như có người thứ ba ở đây chắc chắn sẽ cảm nhận được sự bất cam và phẫn nộ trong mắt họ gió đêm đông lạnh nhiệt độ bên ngoài giảm sâu phủ định hoàn toàn khung cảnh trời quang mây tạnh nắng ấm sắc xuân mấy ngày nay hóa ra trong bốn mùa chưa bao giờ thiếu sự góp mặt của gió tuyết hôm sau đường kỳ sâm không tới công ty lý do là bận việc tới ngày thứ ba anh mới xuất hiện u phục phẳng phiu phong độ tuấn lãng không khác gì bình thường nhưng ai ở gần mới có thể phát hiện vết sẹo vô cùng mờ bên khóe miệng anh nếu có chuyện gì thì nhờ kha lễ chuyển lời giúp mọi người không cần thiết phải tới tận phòng làm việc tìm anh buổi sáng kha lễ có hỏi qua sau anh lại bị thương nhưng anh chỉ nói cho có rồi im bặt bên trần tác cuối cùng cũng hoàn thiện xong mấy tiết mục quan danh cho năm mới và cho quý mới trong vòng một tuần tổng cộng có ba hạng mục cái nào cũng là con ác chủ bài quan trọng trên đài truyền hình và là trên mạng chi phí quan danh đã vượt quá một tỷ đó là còn chưa tính tới phí quảng cáo lúc lên sóng giờ vàng trần táp người cũng như tên táp táp hiên ngang mạnh mẽ xử lý vẹn công việc kết thúc một năm đầy thành công ông dĩ ninh từ một trợ lý hữu danh vô thực cuối cùng cũng được công nhận trần táp dẫn cô song thẳng vào giữa biến gương đao đế tôi luyện điều này hữu ích hơn bất kể thứ gì khác. Đợt ấy có một chuyện ngoài ý muốn, tại cuộc họp đấu thầu của đài hát, Cao Minh Lãng và Văn Nhã cũng tới, chỗ ngồi cũng khá nực cười, bọn họ ngồi hàng hai, đường kỳ Sâm và trần táp ngồi hàng một, chỉ cần ngoảnh đầu là có thể chạm mặt. N quán giữa ba người trần táp cũng rõ, chị chỉ gật đầu xã giao, không biểu hiện rõ thái độ. Nhưng chị vẫn để ý tới tâm trạng của ông Dĩ Ninh. Như người khác có lẽ sẽ làm như không quen biết, không ngờ, ông Dĩ Ninh lại chủ động chào hỏi hai người một cách tự nhiên, đuôi mắt toát lên ý cười, không hề rụt rè và tránh né. Coi như ân oán trước đây đã bay theo gió. Đấu thầu kết thúc, Trần Táp hỏi cô không có thành kiến với Cao Minh Lãng Ư. Ông Dĩ Ninh nghe xong, khoát tay cười nghe hàm răng trắng, em nào dám cóc thành kiến, em còn phải kiếm cơm nữa chứ. Thái độ của cô không phải nhượng bộ cũng chẳng phải sợ hãi, hòa khí phát tài, chính là ý đó ông dĩ ninh chẳng có gì phải sợ cả nhưng cô thấy không cần thiết phải đi gây sự chẳng liên quan tới việc đằng sau cô có người chống lưng chỉ đơn giản là cô đã nghĩ thông trần táp hiểu ý cô chị cười lúc không nhịn được nữa thì cũng không cần thiết phải nhịn cứ cố gắng chăm chỉ làm việc đi cái cây to là chị có thể sẵn lòng đế cho em tựa có lẽ công việc đã kết thúc hoàn mỹ nên tâm trạng vị ngự tỷ này cũng khá tốt ông dĩ ninh có thể nhận ra sự thật lòng trong giọng nói của chị sau khi tốt nghiệp mãi xuôi ngược giữa bộn bề cuộc sống ông dĩ ninh chợt nhận ra mình chưa từng dám đối mặt với bản thân trong quá khứ giờ phút này đột nhiên cô nhận ra mình đã trở thành một người biết có biết duỗi trưởng thành thì ra cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng theo quy tắc cũ của trần tát cứ kết thúc dự án là mở tiệc mừng toàn bộ nhân viên từ cao tới thấp trong bộ phận đều tụ tập ăn một bữa ngay cả gì lao công cũng nhận được đãi ngộ này hàng năm đường kỳ sâm đều tới tham gia năm nay cũng không ngoại lệ ông dĩ ninh không đủ địa vị để ngồi cùng bàn với đường kỳ sâm tuy nhiên hai người cách nhau cũng không xa mấy dịch vụ và nội thất của nhà hàng rất sang trọng trên trần nhà có gắn một dãy đèn pha lê xa xỉ bầu không khí vô cùng sôi động náo nhiệt ông dĩ ninh nhớ tới một câu muôn trùng cách trở đường kỳ sâm không còn lạnh nhạt như trong tưởng tượng của cô anh không uống rượu chỉ dùng một ly nước ấm khách sáo cùng ly với mọi người, một khoảnh khắc ôn dĩ ninh thất thần cũng vừa khéo đúng lúc đường kỳ sâm nhìn lại, không kịp thì cũng không cần tránh nữa, ánh mắt cô thờ ơ lướt qua anh, tự như đang ngắm một món đồ trang trí. Sau khi bữa tiệc kết thúc, từng tốp người tới tạm biệt, đường kỳ sâm và trần táp chậm rãi đi phía sau bàn chuyện công việc, ôn dĩ ninh được trần táp cử đi lấy hóa đơn thanh toán, xong xuôi mới quay lại hòa vào tập thế. Kha lễ gọi tên cô, cười nói, đợi một lát đi, Trần Táp cùng đường đấy, em đi theo xe chị ấy mà về. Ông Dĩ Ninh gật đầu hỏi cậu, buổi tối anh ăn no chưa? Cũng không no lắm, cứ mãi tán gẫu, kha lễ tiếp lời. Cơ mà anh ăn được mấy con tôm, ngon lắm. Em cũng thích tôm, vì phô mai rất đậm đà. Ông Dĩ Ninh thoải mái tán dốc. Câu được câu không, vài bước đã tới bãi đế xe. Trần Táp nhận được điện thoại, nghe được vài câu, mặt chị đã biến sắc. Ở đâu? Bên kia nhắc lại lần này nói dài hơn trần táp siết chặt điện thoại tới nỗi ngón tay trắng bệt, sau khi cúp máy nét mặt chị vô cùng lo lắng xin lỗi đường tổng tôi phải đi trước đây có chuyện gì à đường kỳ sâm nhạy bén tâm trạng của chị có vẻ không đúng lắm trần táp đáp tử du xảy ra chuyện đường kỳ sâm nhíu mày nói xem nó đánh nhau với người ta bị bắt rồi trần táp cực kỳ phiền muộn tâm trạng vui vẻ cả ngày này biến mất sạch sẽ. Đường Kỳ Sâm biết chuyện của Trần Tát. Trần Tử Du là một cậu nhóc nổi loạn, không học hành tử tế. Chuyện mà cậu thích làm nhất là đối nghịch với mẹ. đa phần thì cậu chỉ gây ra một vài rắc rối nhỏ, chỉnh đốn một chút là xong. Đường Kỳ Sâm nói với Kha Lễ, đi cùng cô ấy, cậu lái xe. Tình trạng của cô ấy không tốt, còn nữa, cậu gọi cho Tiểu Hoắc đi. bạn bè đã nhiều năm. Trần Táp không khách khí từ chối vào xe, đường kỳ Sâm đương nhiên ngồi ghế sau, Trần Táp ngồi ghế phó lái, ôn dĩ ninh đành ngồi vào vị trí phía sau còn trống. Không gian bên trong tuy lớn nhưng khoảng cách giữa hai người lại khá gần, cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nơi anh. Sau cuộc chạm trán đêm đó, hai người lại càng ít đụng mặt nhau. Bên ngoài ánh đèn nê ông cứ vùng vụt lướt qua, lúc sáng lúc tối, một người quay mặt về bên trái, một người quay về bên phải, không ai nhìn rõ biểu cảm của ai lúc trần táp vội vã tới nơi thì trần tử du đang bị giữ ngoài hành lang ngồi xổm nét mặt vô cảm lần đầu tiên ôn dĩ ninh gặp mặt cậu nhóc cô khá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt thanh tú của cậu trông vô cùng sạch sẽ và tinh khiết không thấy nhìn ra được một nét nổi loạn nào kha lễ bước vào sau cậu đứng ở ngoài gọi điện lót đường chưa đầy 5 phút cảnh sát trực ban kêu người nhà vào làm nốt thủ tục thả người trần táp rất yên lặng từ lúc tới chị không hề mở miệng trách cứ con một câu nào trần tử du không khác là mấy cậu lễ phép chào hỏi đường kỳ sâm chào kha lễ quay qua ôn dĩ ninh miệng cậu như thoa mật chị gái xinh đẹp từ đầu tới cuối cậu nhóc không hề gọi trần táp một tiếng mẹ xe chạy được khoảng năm sáu km đột nhiên trần táp lên tiếng dừng xe kha lễ liếc qua kính chiếu hậu nghĩ ngợi rồi vẫn táp xe vào ven đường trần táp nghiêm nghị đẩy cửa xe Quyết liệt sách Trần Tử Du ra. Trần Tử Du lắc người, hồng thoát khỏi ràng buộc. Trần Táp không đế cho thằng bé được như ý, khuya rồi, ở đây không có ai rảnh phát điên cùng con đâu. Cúp học còn chưa tính tới, bây giờ con lại còn đánh nhau hả? Não con làm bằng cái gì thế? Nếu con thật sự giỏi thế thì đừng còn gọi cho mẹ làm gì. Trần Tử Du gào lên đáp trả, không phải con gọi. Chú cảnh sát đánh gọi đấy chứ mẹ trách con làm gì, mẹ trách bọn họ ấy. Giỏi, lại còn cãi. Ông dĩ ninh bật cười, đúng là trẻ con, tức giận mà vẫn đáng yêu. Gió đông lạnh cắt da cắt thịt, đôi mắt trần táp khô khốc, chỉ chớp mắt rồi lại ngước lên, khóe mắt ửng đỏ. Thấy mẹ như vậy, Trần Tử Du vẫn còn xù lông nhưng mức độ phản kháng đã giảm đi đáng kể. Trần Táp nói, con đừng gây sự nữa thì mẹ vứt con sang Mỹ đấy. Trần Tử Du phản kháng dữ dội, không biết từ nào của chị đã kích động cậu, mẹ chỉ biết dọa dẫm, mẹ có từng quan tâm tới con không? Mẹ biết hôm nay là ngày gì không? Trần Táp cười khẩy, lạnh lùng đáp, ngày gì à? Là ngày con phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của mẹ. Trần Tử Du xoay người chạy đi, ông Dĩ Ninh đứng gần cậu nhất, theo phản xạ liền bắt lấy tay cậu, tiếng xe phanh, tiếng còi tiếp nối, tiếp đó là tiếng chửi rủa của tài xế ông dĩ ninh lôi kéo trần tử du dùng quá sức khiến hai người té lăn ra đất trần tử du cao gần một mét tám cứ thế đè lên người ông dĩ ninh ông dĩ ninh cảm thấy người tê liệt ngực khó thở mắt hoa cả lên tất cả mọi người đều bị dọa sợ nếu không có ông dĩ ninh kéo lại chắc chắn trần tử du đã bị xe cán chị ơi em xin lỗi chị không sao chứ trần tử du hoang mang vội đứng dậy muốn đỡ ông dĩ ninh đường kỳ sâm chật thốt đừng động vào cô ấy. Trần Tử Du thẩn thờ buông tay, nét mặt lúng túng. Đường Kỳ Sâm ngồi xổm xuống, cảm thấy độ cao chưa đủ bèn gặp hẳn thắt lưng thấp xuống, ôn nờ không. Ông Dĩ Ninh lắc đầu. Kha Lễ cũng nói, em thử chậm rãi cử động đi, xem đau chỗ nào. Chỉ sợ lúc nãy tay đập xuống đất, nếu động tới xương cốt thì không nên di chuyển vội. Đường Kỳ Sâm cũng có ý này cho nên mới không cho phép Trần Tử Du lỗ mãn. Ông dĩ ninh nói, tôi thật sự không sao mà, sau đó cô đứng lên. Nhưng được nửa chừng lại té xuống, làm gì có chuyện không bị va đập, cô yếu ớt quỳ một chân chống đất, suýt nữa thì ngồi bệt xuống. Đường kỳ xăm vương tay đỡ lấy cô. Bàn tay đàn ông đúng là mạnh mẽ, anh nắm cổ tay cô, dùng chút sức đế cô không trượt xuống nữa, theo bản năng, ông dĩ ninh muốn dậy ra, đường kỳ xăm nói. Tôi đỡ em, hai người sát gần nhau, có thể nghe được cả nhịp tim bất thường của đối phương, có thể trông thấy sự do dự trong mắt người kia. Cuối cùng, ông dĩ ninh vẫn đáp, cảm ơn. Đứng dậy, đường kỳ Sâm không vội và thả tay, anh đợi cho cô đứng vững mời hoàn toàn buông ra. Sự ấy nấy và kinh sợ của trận táp hoàn toàn chuyển hóa thành phẫn nộ, tay chị dơ lên cao, trần tử du không tránh né, chỉ lặng người nhìn chầm chầm chị, hôm nay là sinh nhật con. Cái tác khựng lại, biến thành nội lực, truyền ngược lên mặt trần tác gió đêm đông khô rác gào thét không một ai cất lời cậu qua đây đường kỳ sâm chỉ thẳng vào trần tử du anh vòng tay trước ngực bộ dạng tao nhã trần tử du quay trở lại trạng thái ban đầu vẻ ngạo mạn trở lại sau màn thoát chết vừa rồi cậu thờ ơ bước qua nét mặt bất cần đường kỳ sâm nói xin lỗi đường kỳ sâm đứng phía trước ôn dĩ ninh nặng nề nói cô ấy không phải người thân của cậu cũng chẳng có nghĩa vụ phải sống chết cùng cậu. Trần Tử Duy gật đầu, thẳng thắn nói, xin lỗi chị gái. Ông dĩ ninh công môi theo bản năng, tuy vừa rồi quả thực nguy hiểm nhưng cô không hề hối hận. Đường kỳ Sâm hất cầm về phía Trần Tát, xin lỗi cả mẹ cậu đi. Lần này Trần Tử Du không làm, mặc kiểu, tôi không sai. Đường kỳ Sâm hỏi, có xin lỗi không? Trong đêm tối, giọng nói anh vẫn ấm áp như cũ, nhưng nếu đế ý kỹ thì sẽ cảm thấy trong lời nói có dấu theo mũi dao sắc bén, lạnh lẽo, tuy Trần Tử Du trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn cứng đầu không khuất phục. Đường kỳ sâm bước tới, không nói câu nào, đạp một phát vào chân câu, xin lỗi mẹ cậu ngay. Trần Tử Du quỳ phịch xuống đất như một sợi bún, đầu gối dập mạnh. Mắt cậu vàng đỏ, cắn răng không phục. Đường kỳ sâm ngồi sổng xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, mẹ cậu có sai hơn nữa thì đó cũng không thể trở thành lý do để cậu làm tổn thương mẹ. Hôm nay là sinh nhật của cậu. Sinh nhật thì thế nào? Vĩ đại lắm à? Giỏi lắm sao? Mẹ cậu thì ra sức làm việc, cái ngành này nó khốc liệt lắm, xã hội là nơi biết ăn thịt người, không tiến tất thuộc lùi. Mẹ cậu dành tất cả mọi thứ cho cậu, và cậu dùng sự nổi loạn của mình để trả ơn lại mẹ à? Mẹ cậu đâu dễ dàng gì, cậu không đủ tư cách trách mẹ lời nói của đường kỳ sâm vô cùng bình tĩnh không thể hiện bất kỳ tâm trạng nào giống như đó là chân lý không tin thì vẫn phải chấp nhận trần táp đứng một bên sau một hồi im lặng bỗng nhiên chị rơi nước mắt lời cần nói đã nói xong đường kỳ sâm không biết cách nói năng dịu dàng nếu không phải biết chuyện của trần táp thì anh cũng không lội vào dòng nước đục này không quan tâm tiếp theo ra sao anh dẫn kha lễ rời đi bước qua người ôn dĩ ninh kha lễ nói đi thôi dĩ ninh, anh đưa em về. Tới xe, đường kỳ Sâm không lên vội mà ra mở cốp, lấy một hộp cứu thương nhỏ. Lên xe, anh im lặng đưa cho ông dĩ ninh. Cú té ngã kia khiến tay ông dĩ ninh xây xước chảy cả máu, vết thương không sâu, cô có thể tự mình xử lý. Kha lễ khởi động xe, nhưng chưa đi vội, dĩ ninh, em sát trùng trước đi, anh chưa đi vội tránh em bị rung tay. Đợi em làm xong thì chúng ta xuất phát. Ông dĩ ninh im lặng mở hộp cứu thương, lấy tăm bông thấm y ốt, cả hai tay đều đều bị xước, tay phải bôi còn dễ, đổi sang tay trái động tác trở nên chuyện choạng. Có lẽ Kha Lễ sợ cô xấu hổ nên tự nhiên bắt chuyện, có hôm anh lái xe đi công chuyện trông thấy ở phía đông thành phố một con đường đang sửa chữa, không ngờ tới bây giờ Thượng Hải vẫn còn chỗ chưa được tu sửa. Ông dĩ ninh đáp, hôm trước em đi ngang qua trường cũ, suýt chút nữa không nhận ra. Kha Lễ tiếp lời, có một nhà hàng tứ xuyên mới mở nghe nói ăn được lắm, rảnh thì cùng đi ăn thử nhé. Cảm giác thân thuộc nhất chính là gặp được những thứ thân quen ở nơi đất khách quê người, mấy năm nay Ôn Dĩ Ninh luôn một thân một mình, tự nếm đắng cay, tự chịu nóng lạnh, chỉ cần một hương vị của quê hương cũng đủ khiến cô rung động. Cô cực kỳ hưng phấn, được ạ. À. Khi nào nhỉ? Kha lễ cười, mai tan làm nhé. Lịch trình vào cuối tuần thảnh thơi hơn kha lễ làm vị trí này hiếm khi rảnh rỗi cũng ít có ngày nghỉ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng chỉ là sau khi tan tầm đúng lúc này đường kỳ sâm người luôn giữ im lặng đột nhiên hỏi mai cậu không tăng ca à kha lễ nói mai không có nhiều việc lịch trình của anh chỉ vào buổi sáng buổi tối không có bữa tiệc xã giao nào cả ánh mắt đường kỳ sâm bình thản giọng nói như thế đó là chuyện đương nhiên mai cậu phải làm thêm giờ kha lễ và ông dĩ ninh vừa trò chuyện quá nhiều về những chuyện trong cuộc sống cho nên kha lễ có chút thả lỏng mất cảnh giác không nghĩ sâu xa rồi cậu chợt khựng lại đúng là không thế theo kịp được tâm tư của bốt nói tóm lại không nên cãi lại câu gật đầu được à đường tổng mai em sẽ tăng ca rồi cậu quay qua ông dĩ ninh xin lỗi hôm khác nhé lần đầu mời đã cho em leo cây ông dĩ ninh cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không thể nói chính xác. Đường kỳ sâm đã tự lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, vô cùng thông dong bình tĩnh, tự như mình chỉ là người ngoài cuộc mà quên đi rằng thực ra chính anh mới chính là kẻ đầu sỏ. Chương 15, không phải ngôi sao đêm qua, một. Hôm sau Trần Táp không tới công ty, buổi trưa chị gọi điện cho ông Dĩ Ninh thông báo rằng chị nghỉ một tuần, dặn cô phải theo sát hoàn thiện công việc sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, qua Tết Dương Lịch công ty sẽ mở cuộc họp thường niên cuối cùng trần táp nói thứ năm em thay chị tới thâm quyến một chuyến cụ thể phải làm gì sẽ có người nói cho em tập đoàn á hối có một số công ty con luật bất thành văn công ty con nào đạt thành tích tốt nhất cuối năm sẽ được mở tiệc chúc mừng lãnh đạo cấp cao đều tới đó là phần thưởng cũng là một sự khích lệ tập đoàn á hối phát triển từ hồng kông có một số truyền thống tốt đẹp vẫn được giữ lại tới thứ tư ôn dĩ ninh mới được biết mình thay thế trần táp tới công ty con ở thâm quyến đế dự hội nghị thường niên Chuyến này đi có hơn 10 người, quản lý cao cấp 4 người, đường kỳ sâm đương nhiên không thế vắng mặt. Nhiệt độ thâm quyến vào tháng 1 khá ấm áp, tới giữa trưa có thể lên tới tận 20 độ. Sau khi hạ cánh, ông dĩ ninh đi đằng sau, kha lễ cố ý đợi cô, chỉ vào rương hành lý, anh giúp em. Ông dĩ ninh không từ chối, kha lễ hỏi, đã tới thâm quyến bao giờ chưa? Năm ngoái em tới rồi, ông dĩ ninh đáp, bạn cùng phòng em kết hôn, em tới chúc mừng kha lễ cười có thích thành phố này không cũng bình thường ôn dĩ ninh cũng cười chỉ là ăn uống không quen lắm đồ ăn ở thăm quyến thiên về nhạc mà cô là người thành phố hát tiểu chuẩn dù tới thượng hải đã nhiều năm nhưng khẩu vị không hề thay đổi nói tới đây kha lễ lại nhớ về cái hẹn mấy hôm trước cậu nhỏ giọng nói cuối tuần nếu không phải làm thêm giờ thì nhất định sẽ bù cho em chầu anh nợ ôn dĩ ninh cười mắt sáng bừng em nhớ kỹ rồi đấy nhé đừng có mà quệt kha lễ đường kỳ sâm quay người nhìn thấy hai người đi sau cùng đang tươi cười kha lễ nhìn bốt theo bản năng nở nụ cười lấy lòng cực kỳ tự giác bước tới buổi tiệc mừng công vào lúc 8 giờ tối đây là lần đầu tiên ông dĩ ninh được chứng kiến hiệu ứng lãnh đạo của đường kỳ sâm trong tập đoàn anh là một người rất linh hoạt bình thường thì ôn hòa lạnh nhạt nhưng những trường hợp liên quan tới công việc lễ nghĩa cần có anh cũng chẳng keo kiệt rượu mời không từ chối cười nói vui vẻ năm nay đường kỳ sâm 34 tuổi, mấy tháng nữa là tròn 35. Một người đàn ông tới tuổi này gần như đã định hình tính cách, rất ít trường hợp có khả năng thay đổi, nhưng đường kỳ sâm không giống vậy, nhìn từ xa thì khí chất nổi bật, ai mà liên tưởng được anh với một bát canh quá nhiều nước, thô và nhạt nhẽo. Ở anh ấy, bạn có thể thấy được vô số khả năng. Đây có lẽ là nét quyến rũ và hấp dẫn nhất của người đàn ông. Anh có bệnh dạ dày, nhân viên cũ đều biết, tuy trong tay anh cầm ly rượu nhưng hầu như chỉ nhấp môi, mùi rượu chỉ dừng lại ở đầu môi chứ không hề uống thật. Phần sau buổi tiệc, đường kỳ Sâm lên phát biểu và biểu đương từng bộ phận. Khi anh lên sân khấu, tiếng vỗ tay tự nhiên vang lên và kéo dài rất lâu. Đường kỳ Sâm vẫn bình tĩnh, bài phát biểu cá nhân của anh có chất rất riêng, không cần bản thảo máy móc, cũng không khoa trương khen ngợi hay chê bai, cũng chẳng thao thao bất tuyệt làm lỡ thời gian. Đó chỉ là một bài phát biểu truyền cảm hứng từ việc bồi dưỡng nhân tài, thiết lập hệ thống uy tín và chất lượng kinh doanh. Từng từ từng chữ đều chỉ rõ trọng điểm. Cuối cùng, anh nói, tập đoàn Á Hối không bao giờ keo kiệt mở rộng quy chế thăng tiến, cũng không ngăn cản bất kỳ một nhân viên nào nhiệt tình sáng tạo đổi mới, lại càng không tranh công đoạt lợi. Đứng ở đây, tôi tuyên bố, năm nay tổng bộ khen thưởng 20% tiền lương, ghi nhận thành tích xuất sắc một năm qua của chi nhánh thâm quyến. Mong các bạn tiếp tục cố gắng và nỗ lực, tiến xa hơn nữa, vinh quang là của các bạn, xin chúc mừng. Sau bài phát biểu, bầu không khí vỡ hòa lên tới đỉnh điếm, một số nhân viên trẻ còn lén lút lau nước mắt, ông dĩ ninh ngồi ở vị trí của Trần Tát, đối diện thẳng với đường kỳ Sâm khách quan mà nói, có một thuyền trưởng thế này bảo sao trong cuộc cách tân đổi mới vào 4 năm trước của tập đoàn Á Hối lại có thể hoàn toàn chuyển mình đồng thời không ngừng phát triển, dù ván cược này rất mạo hiểm nhưng bọn họ vẫn giữ vững tiêu chí được không mừng mà mất cũng không phiền, đó chính là nguyên nhân. Tiếng vỗ tay kéo dài mấy phút, có một nhân viên không kìm nén được sự xúc động, bưng ly rượu tới trước mặt đường kỳ sâm, đường tổng, tôi là Trương Quốc Khánh ở đội vận tải, tôi là quản lý của đôi vận chuyển lưỡng hồ, tôi đã làm việc ở tập đoàn Á Hối 20 năm. Chỉ cần Á Hối còn cần thì tôi quyết không lùi bước, tôi sẽ luôn dốc sức phục vụ công ty tới khi tôi nằm xuống mới thôi. Nói xong, ông càng xúc động, bàn tay nắm ly rượu cũng rung lên. Đường kỳ xăm hơi không lưng, đỡ lấy tay ông, chú vất vả rồi, chỉ cần cơ thể chú còn khỏe thì bất kỳ yêu cầu gì chú cũng có thể nói với Thái Tổng, chú là công thần, trong điều kiện hợp và và hợp quy định, công ty sẽ không quên và tôn trọng ý nguyện của mọi người. Thái Tổng, người phụ trách chi nhánh vội đáp, đường Tổng, anh yên tâm đi. Người nhân viên kỳ cựu này hết sức vui mừng, bưng ly rượu nói, đường Tổng, tôi tôi mời anh, sau đó ngẩng đầu uống sạch. Đường kỳ sâm cũng sảng khoái, nào, chúc chú mạnh khỏe. Đường tổng. Y, đường tổng. Vài phó tổng đứng cạnh vội lên tiếng ngăn lại, kha lễ lo lắng, thầm thấp giọng khuyên nhủ, rượu trắng hại dạ dày, để em đổi cho anh. Đường kỳ sâm giơ tay ngăn cản, mọi người không dám khuyên nữa, anh cùng ly với chú nhân viên kia, nhanh chóng uống cạn ly sau đó là tiết mục trúc thăm và khen thưởng qua lại lẫn nhau, chủ yếu cũng không còn chuyện gì khác. Ôn dĩ ninh cảm thấy khá hứng thú, MC trông rất đẹp trai, có chút giống ngô ngạn tổ hồi trẻ. Cả buổi tối, ánh mắt ôn dĩ ninh cứ đuổi theo anh chàng MC kia. Đơn giản là vì hồi cao trung cô cũng từng hâm mộ ngôi sao, mà ngô ngạn tổ vừa khéo hợp với thẩm mỹ của cô. Đang mải mê nhìn đột nhiên Kha Lễ gọi điện cho cô, hỏi cô có thể giúp đỡ không? Đường kỳ sâm vừa rồi uống một ly rượu, bụng dạ có chút khó chịu. Cuối năm, vẫn còn rất nhiều chuyện trong công ty cần xử lý, anh không dám khinh thường, định tìm một chỗ để nằm nghỉ. Buổi tiệc chưa tàn, anh và Kha Lễ không thế đều rời khỏi hết được. Đường kỳ sâm nói không sao nhưng Kha Lễ không yên tâm để anh lại một mình. Anh gọi cho ông Dĩ Ninh, nói rõ lý do, Dĩ Ninh, nhờ em nhé đây không còn thuộc phạm vi công việc của cô nữa nhưng người ta đã thẳng thắn nói rõ tình huống, cô cũng không thể từ chối. Đường kỳ Sâm tìm một vị trí cạnh cửa số không có người, lưng tựa vào tường, tay bóp đầu, vừa ngẩng đầu lên, đường kỳ Sâm thoáng nhíu mày. Nét mặt này bị ôn dĩ ninh bắt được, khá là khiêu khích người khác, cô bình tĩnh, trợ lý kha bảo tôi tới. Đường kỳ Sâm ngắm rượu nhưng sắc mặt vẫn như thường, đôi môi mỏng miếng chặt, khó mà kiềm chế được sự mệt mỏi em quay về hội trường đi, không cần phải miễn cưỡng bản thân làm gì. Ông dĩ ninh mặt không biến sắc, bước tới gần, không miễn cưỡng. Ánh mắt đường kỳ Sâm lúc nhìn cô tối đi. Đã cầm tiền lương thì phải làm việc, bốt, anh tự đi được không hay cần tôi đỡ. Đôi mắt đường kỳ Sâm lại lạnh nhạt, giọng nói không tỏ rõ tâm tình, tự tôi đi, tôi vẫn chưa già tới vậy. Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ nghe được sự xù lông giữa cuộc đối thoại của hai người tuy không đau không ngứa nhưng lại miệng nam mô bụng một bồ dao găm, ai cũng không thoải mái. Khách sạn ở khu C, phải đi qua đại sảnh một tòa nhà khác mới tới, Ông dĩ ninh đi phía sau anh, cả hai đều im lặng, bầu không khí vô cùng lúng túng. Bước vào trong thang máy, đột nhiên đường kỳ Sâm tựa vào vách tường, khó khăn chống đỡ. Ông dĩ ninh sợ hãi, phát hiện nét mặt anh không đúng lắm. Đường kỳ Sâm nhắm mắt lại, cầm nhếch lên, hô hấp nặng nề. Ông Dĩ Ninh lưỡng lự nửa giây, anh không sao chứ? Đường Kỳ Sâm vẫn không mở mắt, giọng nói suy yếu, gọi Đường Tổng. Ông Dĩ Ninh một bụng lửa mà không có chỗ phát, giọng cô lớn hơn, Đường Tổng, có cần gọi xe cấp cứu không? Đường Kỳ Sâm chẳng buồn trả lời nữa. Phòng của anh ở tầng cao nhất, anh bước vào trong, ông Dĩ Ninh thì đứng ngoài cửa nói, vậy anh nghỉ ngơi đi nhé. Ông Dĩ Ninh xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng ư khó nhọc của đường kỳ sâm ở trong phòng, hơi thở mong manh, cuốn quyết theo từng bước chân cô. Cô muốn đi, nhưng cân nhắc hết lần này tới lần khác, cuối cùng quyết định quay lại, bước tới gần đường kỳ sâm, tôi gọi Kha Lễ lên nhé, đường kỳ sâm lắc đầu, phiền em rót giúp tôi cốc nước nóng. Bộ dạng anh lúc này có vẻ vô cùng khó chịu, ông dĩ ninh gật đầu rót nước nóng, rồi tìm cho anh một tấm chăn, đường kỳ sâm ngồi trên sofa, Lúc này sống lưng anh không còn thẳng tắp như trong bữa tiệc nữa nhưng vẫn cực kỳ phong độ. Ông Dĩ Ninh đưa cốc nước cho anh, "Anh có mang thuốc không?" "Để ở đâu?" "Để tôi đi lấy giúp." Đường Kỳ Sâm cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt chân thành và ấm áp, đột nhiên anh hỏi, "Tại sao tới Thượng Hải?" Ông Dĩ Ninh ngẩn người. "Anh hỏi như vậy có phải đã biết chuyện gì không?" Cô không nhìn anh, cúi đầu, nhẹ nhàng giải thích, "Không phải vì anh." Đó hoàn toàn là một phản ứng trong tiềm thức, cô đã vượt qua và không có ý định dây dưa mập mờ nữa. Ban đầu cô không muốn tới Á Hối làm, một phần bởi vì đã thực sự buông tay. Một đoạn quá khứ ngay cả tình yêu cũng không phải, dù có thêm 800 nữa thì cũng không thể trở thành chướng ngại vật trong cuộc đời của cô. Thứ phụ nữ cần không phải chỉ có mỗi tình yêu. Một câu nói của cô đã làm sáng tỏ tất cả, không có tình xưa, không nghĩ ngợi, không lưu luyến đó thật ra cũng là một cách bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn nhưng trong hoàn cảnh này vẫn khá xấu hổ đường kỳ sâm bình thản đáp tôi cũng nghĩ vậy vậy thì tốt anh vui tôi vẻ ai cũng hạnh phúc sau khi rời đi ông dĩ ninh gọi điện cho kha lễ lúc kha lễ chạy tới thì đường kỳ sâm ra mở cửa thấy cậu thở dốc anh không hài lòng chạy làm gì hả kha lễ trông thấy anh thì yên tâm hơn bởi vì nhìn anh chẳng giống bộ dạng suy yếu mà ông dĩ ninh tả tí nào đường đường tổng anh không sao chứ đường kỳ sâm cởi áo vét bên trong là chiếc sơ mi trắng anh sáng ống tay áo làm da anh khá trắng nhưng không phải kiểu trắng xanh khung xương của anh cực kỳ đẹp anh bảo kha lễ ngồi rồi lên tiếng không sao trên bàn còn một cốc nước đã uống một nửa vẫn còn ấm kha lễ khó hiểu nhưng ngẫm lại trước buổi lễ đường kỳ sâm vẫn bình thường cậu cũng đã thấy qua bộ dạng anh lúc tái phát bệnh làm sao có thể đứng thẳng nói chuyện được lúc ấy sắc mặt anh còn trắng bệch ra nữa ấy chứ đường kỳ sâm hỏi bên kia xong rồi dạ à chưa vẫn còn tiếp tục vậy cậu qua làm gì dĩ ninh gọi cho em kha lễ nói tiếp cô ấy nói tình trạng của anh không tốt lắm em sợ anh xảy ra chuyện nghe tới đó đường kỳ sâm yên tĩnh thuần miệng hỏi cô ấy nói sao Kha lễ khó xử. Đường kỳ sâm nhìn cậu, tuy không nói nhưng ánh mắt mang theo áp lực. Im lặng vài giây, Kha lễ không chống đỡ nổi nữa, đành ăn ngay nói thật. Nói anh sắp chết. Biểu hiện của đường kỳ sâm lúc này cực kỳ khó coi, khó coi tới mức không tìm được từ gì để hình dung nữa. Anh trầm mặt, im lặng, như một cơn gió thu thổi qua làm rụng lá, chiếc lá rơi xuống đất, cuối cùng bị người qua đường vô tình giẫm bẹp. Kha lễ nhớ tới một chuyện phó tây bình gọi điện cho em đường kỳ sâm cuối cùng cũng phản ứng nó nói gì anh ấy kha lễ chần chừ không biết anh ấy lấy dược thông tin dĩ ninh tới á hối làm từ đâu mà gọi tới hỏi rồi có nói một câu đường kỳ sâm gật đầu nói đi kha lễ hít sâu câu này nghe không ổn cho lắm không phải lời lẽ hay ho gì nhưng lại rất hợp với tính cách cà lơ phất phơ của phó tây bình sau khi nhận dược đáp án xác nhận phó tây bình tuôn ra đường kỳ sâm, phát diêu, rốt cuộc mày muốn làm gì hả, mẹ kiếp. Cứ thê anh chàng tuôn ra một trang. Nghe xong, cơ thể mới ấm lại được một chút của đường kỳ sâm trở nên lạnh lẽo, tự dưng bị chửi tận hai lần, dạ dày đang tốt bắt đầu âm ý đau. Một lần ôn dĩ ninh rủa anh chết, một lần là phó Tây Bình ít ít ít. Chương 16, không phải ngôi sao đêm qua, hai. Cuộc họp thường niên kết thúc, mọi người đón một chuyến bay trễ nhất về Thượng Hải sáng mai đường kỳ sâm còn phải mở cuộc họp hội đồng quản trị không thể vắng mặt được tới thượng hải thì trời đã khuya lắm rồi con của lão dư học đại học ở phía bắc mới về nghỉ đông đường kỳ sâm muốn cho ông đoàn tụ với gia đình nên không gọi ông tới đón hoắc lễ minh đã đợi khá lâu thấy anh ra cậu vẫy tay ra hiệu rồi lai đút vào túi áo đúng là một người đàn ông cung ngầu lần đầu tiên ông dĩ ninh trông thấy hoắc lễ minh mắt cô bừng sáng người thanh niên này thân hình cao lớn trông có vẻ ngầu, nhưng không phải loại thừa hóc môn, những gì ở cậu rất vừa đủ, rất gợi cảm. Kha lễ chú ý tới biểu cảm của cô, giải thích, đây là tiểu hoắc, à hai người bằng tuổi phải không nhỉ? Mà hình như hơn kém không là bao. Ông dĩ ninh hỏi, cậu ấy cũng là tài xế của công ty. Không phải, Kha lễ đáp, cậu ấy đi theo đường tổng lâu rồi, từ hồi 17-18 tuổi. Không phải người trong công ty nhưng lại từng trải, khí chất toát ra từ xương tủy có muốn cũng không thể ngụy trang được nói vậy đường kỳ sâm đi được tới vị trí hôm nay chắc chắn gặp rất nhiều chuyện không thể dùng quy tắc cũ để xử lý cũng không thể đưa ra ngoài sáng mà cần tới người ngầm ra mặt hộ kha lễ chính là cánh tay trái mạnh mẽ còn hoác lễ minh chính là cánh tay phải ấn nấp trong bóng tối đều là tâm phúc xe đổ bên ngoài ôn dĩ ninh lặng lẽ tự giác ngồi ở ghế phó lái để vị trí ghế sau cho kha lễ cả quãng đường đường kỳ sâm luôn trầm mặt, bầu không khí trở nên trùng xuống, ngay cả một người am hiểu khuấy động không khí như Kha Lễ cũng không dám thử thăm dò, sợ nhỡ đâu lỡ lời lại bị ai đó cho tăng ca. Thượng Hải mở đầu tuần mới bằng một ngày nắng rực rỡ giữa mùa đông. Trần Táp đã kết thúc kỳ nghỉ, tinh thần hăng hái, tràn đầy sức sống. Sau khi hội nghị thường kỳ công ty kết thúc, chị gọi ông Dĩ Ninh vào phòng, tiện thế đưa cho cô một món đồ. Trần Tử Du tặng quà cho em. Một chiếc hộp vuông vắn, kích cỡ trung bình, khá nặng tay. Món quà này ôn dĩ ninh không cảm thấy bất ngờ mấy, từ cái đêm cô nắm tay kéo Trần Tử Du nhặt lại cho cậu một mạng đã khiến hảo cảm cậu dành cho cô tăng vọt lên mây, sau đó câu hỏi Trần táp số uy chát của cô, bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện. Trần Tử Du năm nay học lớp 12, theo cậu ta nói tuổi tác chỉ là chuyện nhỏ. Về sau cậu kể, trước kia em là học bá đấy, hồi sơ trung em còn nhảy hai lớp liền. Ông dĩ ninh hỏi, thế mấy năm nay có chuyện gì mà tính tình đại biến thế hả? Bên kia dương dương tự đắc, gửi thẳng voi sờ cha qua, dùng giọng kinh kịch rú lên nhưng bất khinh cuồng uổng thiếu niên ý a à, tiếng luyến lấy nghe thực sự gì. Trần Tử Du là một thanh niên cá tính, giải thích một cách đơn giản thì đó là phát triển không hoàn thiện nên tạo thành tính cách điên khùng. Mối quan hệ giữa người với người khi liên quan tới sinh mệnh thật kỳ lạ, cảm giác thân thiết cứ tới một cách tự nhiên không hề gượng ép ông dĩ ninh mở hộp bên trong là một chiếc vỏ ốc hình thù quái dị trần táp liếc nhìn nở nụ cười hèn chi hôm trước muộn rồi mà nó vẫn lang thang ra bờ biến chị lại còn tưởng nó đi bơi tối hôm đó trần tử du bị đường kỳ sâm đạp cho một cái quỷ dưới đất sau đó trần táp kéo cậu lên máy bay hai mẹ con dọc đường lái xe tới vẫn còn ầm ĩ lên máy bay vẫn chưa dừng lại tới Mandiver cuộc chiến này tự như không hồi kết, trần táp bị thằng con làm cho bốc hỏa, đạp thẳng thằng nhóc xuống biến, sau đó gào lên, cá mập đâu rồi. Chữa lành bất kỳ một mối quan hệ nào đều cần có thời gian, một người bắt đầu không được suôn sẻ, một người không tình nguyện đi du lịch, hai người đều không hiểu đối phương nhưng vẫn có thể đạt được sự hòa giải. Rất nhanh tới giờ tan làm, Trần Táp hỏi ông Dĩ Ninh, buổi tối có rảnh không? Dạ không, em về nhà thôi vậy đi ăn cơm cùng chị nhé trần táp nói trần tử du sợ em không tới nên bắt chị phải truyền lời bằng được trẻ con bướng bỉnh em đi được thi đi không thì kệ nó ông dĩ ninh lại cảm thấy cậu nhóc rất thú vị không có gì phiền cả được ạ à, vậy em tới xin một bữa cơm vậy cấu tạo não của trần tử du không được bình thường lại mời người ta ăn ở quán ven đường quán được dựng kiểu lều bạc màu đỏ bên trong kê khoảng 4 năm cái bàn, tới nói cô mới phát hiện hóa ra không chỉ mời mỗi mình. Kha lễ ngồi đối diện cửa, trông thấy cô bèn giơ tay chào, ở đây này. Đường kỳ Sâm quay lại, nhìn thẳng ông dĩ ninh khiến cô không kịp tránh, anh khẽ gật đầu coi như thay lời chào sau đó quay người lại. Trần tác, thằng nhóc này dở chứng, nếu em không quen thì chúng ta đi ăn cơm tây nhé. Trên bàn đã có một đĩa lạc và dưa chua. Chén đũa của đường kỳ sâm và kha lễ đã được lau cẩn thận, có vẻ như khá quen thuộc. Có lẽ bọn họ thường xuyên ăn ở đây. Ông Dĩ Ninh thoải mía, không sao, em có thế ăn cây. Trần Tử Du làm động tác chọc cười, chị gái, em với chị có duyên thật, em cũng ăn được cây. Kha lễ cười, thôi, tưởng ai cũng tham ăn như cậu à? Chủ quán là một người đàn ông khá trẻ, anh ta bước tới vỗ vai Kha lễ, hỏi Trần Tát như cũ chứ? rồi nhìn đường kỳ xăm cười anh thì thêm một bát cháo dưỡng sinh trần tử du kêu la em với chị gái này thì nhớ làm cây nhé mọi người ngồi xuống phục vụ mang ra hai bình rượu trần táp có thế thế uống hơn nữa cũng khá ham chị nhanh nhẩu rốt cho mình một chén rồi hỏi ông dĩ ninh em uống được không ông dĩ ninh đáp được em uống với chị kha lễ nhìn hai người vài lần cứ định nói rồi thôi trần táp nhướng mày tử lượng của cô ấy là một tay tôi bồi dưỡng, đừng lo. Bữa cơm này chủ trì dưới danh nghĩa Trần Tử Du, toàn là người quen cả, Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ vốn không định tới nhưng mối quan hệ giữa tiểu ma vương và đại ma vương vừa khá lên. Nhìn bề ngoài Trần Táp có vẻ rất vẻ vang nhưng ai thân với chị đều biết cuộc sống của chị chẳng dễ dàng gì. Một người phụ nữ phải lăn lộn kiếm sống thì lại càng vất vả. Về công về tư, về giao tình bấy lâu Đường Kỳ Sâm lập tức đồng ý. Anh ăn không nhiều lắm, vài năm nay anh cũng khá đế tâm tới chế độ ăn uống cho nên về cơ bản là không hề động đũa, mãi tới khi bát cháo dinh dưỡng kia được mang lên thì anh mới ăn. Trần Tử Du rất hoạt bát, chẳng khác nào một ông cụ nhỏ, dùng từ đôi khi không phù hợp với lứa tuổi, nhưng nếu biết lắng nghe thì thấy cậu nói khá có lý. Ông Dĩ Ninh cảm thấy buồn cười, cậu nhóc này cả người toát lên khí chất giang hồ, trông thế nào vẫn thấy có bóng dáng của Trần Táp. Bữa ăn không tới nổi quá nhạt, Kha Lễ và Trần Táp đều là người biết nói chuyện, kể vài câu chuyện thú vị, kiến thức du lịch, phỏng đoán tính cách con người, quan điểm ăn mặc, mỗi chủ đề Kha Lễ đều có thế khai thác triệt đế. Trên bàn ăn, người nói ít nhất chính là Đường Kỳ Sâm và ông Dĩ Ninh. Một người lặng lẽ ăn cháo, một người yên tĩnh bốc lạc, đôi lúc động tác bỏ vào miệng trùng khớp với nhau tất cả đều nhận ra nhưng không nói mà thôi bầu không khí cứ thế vài giây vô cùng kỳ quặc trần tử du làm dịu lại nhiệt độ kể về trường của mình về chuyện nam nữ kha lễ nghe xong nở nụ cười cậu có bạn gái rồi à trần táp bình tĩnh trả lời giúp nó phải có tới ba đứa rồi ấy bốn trần tử du bất mãn chỉnh lời lại còn đắc ý trần táp lại muốn chỉnh con trần tử du đột nhiên nhìn ông dĩ ninh chị gái chị có bạn trai chưa ôn dĩ ninh cười chưa trần tử du lại hỏi vậy chị từng có chưa không đợi cô trả lời cậu tự tác vào mặt mình xem em hỏi gì mà đần độn chưa này rõ ràng tuổi cô không còn nhỏ cũng xinh đẹp bắt mắt không có mới lạ ánh mắt đường kỳ sâm liếc về phía cô vấn đề vừa rồi cứ lơ lửng trên đầu anh không phải anh tò mò hay là cực kỳ muốn biết nhưng trần tử du khơi ra rồi dừng cương trước bờ vực không giải quyết triệt để khiến cho Đường Kỳ Sâm cảm thấy không thỏa mãn. Ông Dĩ Ninh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chợt Trần Tử Du hít mắt hỏi, "Chị gái, chị thích kiểu gì?" Ông Dĩ Ninh đang ăn xiên nướng, bị sặc hơi cay, ho khù khụ. "Giống chú Kha, cậu chỉ vào Kha Lễ, Kha Lễ lập tức phản đối, "Chú cái gì mà chú, tôi lớn hơn cậu chừng 10 tuổi chứ mấy." Trần Tử Du không biến sắc, chú ấy thích phụ nữ kiểu trương mạng ngọc, thích sườn xám Chú Kha trong đạo mạo thế thôi nhưng thật ra vẫn rất. Còn mẹ em. Trần Tử Du ngoảnh đầu liếc nhìn Trần Tát, im bặt, một lời khó nói hết, quên đi, mắt nhìn người của mẹ tệ lắm. Cả bàn phi cười. Đúng là tên cứng đầu, không đạt được mục đích không bỏ cuộc, chị, chị nói xem tiêu chuẩn kén chồng là gì. Vốn bầu không khí vô cùng thoải mái, tán gẫu chuyện trời nam đất bắc, tự dưng lại bị thằng nhóc Trần Tử Du trêu chọc, ngay cả mẹ ruột cũng không buông tha nếu cố né tránh thì mọi người lại mất hứng vả lại ông dĩ ninh cũng không cần tránh tiêu chuẩn kén chồng ai mà không có đã gọi là tiêu chuẩn thì gặp được hay không cũng là một chuyện sau này có tìm được hay không lại là một chuyện khác ông dĩ ninh đặt bát đổ xuống vắt chéo chân cô có một thói quen dù ở đâu hay trong bầu không khí thế nào sống lưng đều phải thẳng tư thế có đẹp thì khí chất của người phụ nữ mới cao ôn hòa lãnh đạm mới sức hút trước đây tôi từng có một danh sách liệt kê những thứ mình thích và những gì tôi định tìm kiếm về sau tôi phát hiện tất cả tiêu chuẩn này đều dựa trên hình tượng một người trần tử du háo hức ai cơ một thoáng im lặng kha lễ và trần táp cũng nhìn lại tò mò hứng thú đường kỳ sâm thì vẫn bình thản ngồi ăn cháo như cũ nhưng rõ ràng động tác đã chậm rãi hơn khóe miệng ôn dĩ ninh công lên ngô ngạn tổ cả đám đang căng như mũi tên trên cung chỉ chờ bắn sau câu nói kia đồng loạt rớt hết xuống đất không rõ là mất hứng hay vui mừng Đường kỳ sâm cúi đầu không nhìn rõ tâm tình thế nào vào lễ trao giải năm ngoái chị đã được gặp anh ấy còn chụp ảnh và ký tên nữa trần táp nói nếu em thích hôm nào chị về tìm cho em xem không sao em cũng không quá đế tâm mấy cái đó ông dĩ ninh vui vẻ hơn giờ cô đã qua cái tuổi theo đuổi thần tượng cô không còn là cô thiếu nữ mơ mộng ông bức ảnh rồi nhung nhớ nữa những năm tháng thanh xuân đó là những năm tháng thuộc thời đại thiếu nữ của cô trở về chủ đề chính ông dĩ ninh nói với trần tử du tôi cũng không biết vì sao nhưng tôi cho rằng ở bên nhau vui vẻ là được tiền nhiều hay ít không thành vấn đề cuộc sống mà chúng ta luôn tìm được ra cách chị gái chị cũng không quá kén chọn nhỉ trần tử du kinh ngạc với yêu cầu này chị tùy tiện nhặt một người cũng đủ thỏa mãn đó ông dĩ ninh cười tự nhiên ánh mắt nhìn về xa xăm không phải là không chọn được trước đây rất lâu tôi cho rằng mình đã tìm được điều tốt nhất trên thế giới sau đó toàn tâm toàn ý chân thành dân trọn con tim nhưng rồi mới phát hiện ra hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa lúc ấy rất bối rối giờ vẫn không dám nghĩ lại giọng cô nhẹ nhàng cô lắc đầu một cách cường điệu giống như một con cúng bị rơi xuống nước vừa leo lên bờ vừa sợ vừa mệt không dám mạo hiểm lại lần nữa nếu phải đề ra một yêu cầu ông dĩ ninh suy nghĩ vậy thì hy vọng có người đối xử với mình chân thành hợp tan là chuyện thường tin chỉ hy vọng khi còn ở bên nhau thì hãy hết mình lời nói của cô không hề mang theo sự sắc nhọn chỉ có sự thê lương của năm tháng trần tử du cảm thấy có chút luẩn quẩn nhưng cậu nhận ra chỉ có một câu chuyện cũ cậu thích thám hiểm ở đâu có nguy hiểm thì ở đó có cậu, một khi cậu đã nổi hứng lên thì mẹ ruột cũng không ngăn nổi, cậu cả gan hỏi, "Chị, chị gái ơi, người mà chị thích trước đây hình dáng thế nào?" Ông Dĩ Ninh ngồi thẳng, ngón trỏ chỉ về phía Trần Tử Du, giả bộ không vui, ai cũng nhận ra. Cô thản nhiên, bình thản nói, "Người chị từng thích trước đây ở cạnh chị, nhà bọn chị gần nhau, anh ấy không phải đẹp trai theo kiểu truyền thống nhưng chơi bóng rổ rất giỏi lại còn biết khắc tượng gỗ." Bầu không khí trong phút chốc yên tĩnh lại, không giống bất kỳ một lần nào, bởi lần này ai cũng cảm thấy nghẹt thở. Cách ôn dĩ ninh miêu tả rất chung chung, khó mà tưởng tượng ra được cụ thế. Trần Tử Du cũng lắm chuyện, cậu bắt lấy kha lễ hỏi, chú lễ, sao mặt chú như gặp kẻ thù vậy? Nào, tiếp nhận phỏng vấn chút đi, người chú từng thích ra sao? Kha lễ chép miệng, quay ra nói với Trần Tát, con trai chị đúng là ghê gớm, đúng là người làm việc lớn trần táp không khỏi liếc mắt nhìn thằng con vẻ mặt coi thường đừng có mà đánh trống lãng từng người một các anh các chị cứ từ từ vốn chỉ hỏi cho vui hơn nữa ở đây không có người ngoài vừa rồi ôn dĩ ninh trả lời quá bí ẩn kha lễ muốn gỡ rối bầu không khí cho nên cố gắng thành thật thú nhận bạn học đại học rồi sau mỗi người một nơi không chịu nổi nên chia tay cô ấy kết hôn rất sớm giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi chắc sống rất tốt Trần Tử Du mơ hồ, bèn hỏi Trần Tát: "Nào, hôm nay là tiết mục bật mí chuyện tình đau thương của mấy người đàn ông. Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo là ai? Còn có ai nhỉ?" Trần Tử Du nhìn Đường Kỳ Sâm, Đường Kỳ Sâm cũng nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, lạnh buốt, tự như dây kế tiếp sẽ biến thành lưỡi dao băng. Trần Tử Du nuốt nước bọt, kinh sợ, người mềm nhũng, không dám la lối nữa. Nhưng Đường Kỳ Sâm bỗng nhiên lại lên tiếng, phối hợp tham dự, dường như trong giọng nói có chút gấp gáp, tuy đã ăn cháo nóng nhưng giọng nói của anh có phần trầm thấp xen lẫn lạnh lùng. Đường Kỳ Sâm lên tiếng, người tôi từng thích, thích nói dối. Lúc anh nói những lời này, ánh mắt ngước lên, mạnh mẽ rơi thẳng vào người nào đó. Chương 17, không phải ngôi sao đêm qua, ba Tuy IQ và EQ của Trần Tử Du không cao là mấy nhưng tối nay cậu cũng cảm thấy được mở mang đầu óc, trải qua đủ các cung bậc cảm xúc quái lạ. Cậu nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ những người sùng bái đường kỳ sâm, người chú thích đúng là quá đặc biệt. Đường kỳ sâm chợt nở nụ cười hời hợt, đừng có mà tin. Hòa ra là trêu đùa mình. Trần Tử Du biết mình không đấu lại được, nên chẳng nghĩ nhiều nữa, vùi đầu tập trung ăn xong sâu nướng. Ông dĩ ninh cầm đũa, đâm củ lạc trong bát về phía bên phải, sau đó, về một cái, củ lạc bay lên mặt bàn vô tư lăn tới cạnh tay đường kỳ sâm. Dù chỉ là một sự động chạm rất nhẹ nhưng anh cảm thấy người nóng bừng, trái tim như bị nung chảy, nặng trình trịch. Ăn xong, Trần Táp tiện đường đưa ôn dĩ ninh về. Trần Táp đứng bên ngoài nghe điện thoại, ôn dĩ ninh và Trần Tử Du ngồi trong xe, Trần Tử Du móc ra một hộp sô-cô-la, tặng chị. Nhãn hiệu này rất đắt tiền, Ông dĩ ninh tịch thu, nếm thử một viên rồi đóng hộp lại. Cô hỏi, tuần trước cậu với mẹ đi chơi ở đâu thế? Mandiver, nơi đó chỉ dành cho phụ nữ. Em không thích tí nào, Trần Tử Du không vui, có vẻ vẫn thấy phiền muộn với chuyến du lịch đó. Tự biết thế nào là đủ đi, có thế cùng cha mẹ đi du lịch, cơ hội đếm trên đầu ngón tay đó. Chỉ có em và mẹ thôi, Trần Tử Du đính chính. Ông Dĩ Ninh nhìn cậu, ba cậu không đi à? Ba em cậu nhóc cười nhạo, hai tay gối sau gáy, đẩy ghế phó lái về phía sau, thoải mái với tư thế nửa nằm nửa ngồi này, từ giọng điệu cộng và giọng nói có vẻ không hề đế tâm. Em không có ba. Ông dĩ ninh không tin, cậu chui ra từ tảng đá à. Em không có thật mà, Trần Tử Du bóc một viên sô-cô-la ném vào trong miệng, phòng mồm nhai, từ khi em sinh ra đã không biết gián dấp ông ấy ra sao. Trần Tổng Vĩ Đại là mẹ đơn thân, là người phụ nữ thời thượng, là người dẫn đầu xu hướng có cá tính đáng được tôn sùng ông dĩ ninh không lên tiếng tin tức này cứ quẩn quanh trong đầu cô đúng là quá bất ngờ vài năm qua em cũng không thấy mẹ có bạn trai đúng rồi không phải chị là cấp dưới của mẹ em sao nói nhỏ cho em nghe có phải bà ấy già trước tuổi không trần tử du quen thói bổ bả từ nhỏ đã kiêu ngạo điên rồ cậu có nét giống với những đứa trẻ được tiếp thu nền giáo dục nước mỹ đôi khi thẳng thắn tới nỗi khó nghe nhưng tính khoan dung và năng lực tiếp thu lại cực kỳ tốt. Ông dĩ ninh con ngón trỏ lại, búng lên đầu cậu, không được nói mẹ như thế. Trần tử dây nghe răng rú lên vì đau, được được, không nói thì không nói, chúng ta nói tới chuyện khác, à nói về đường tổng đi, chị nói xem, là đàn ông với nhau mà em không hiểu nổi tại sao chú ấy đã 34 tuổi rồi còn chưa kết hôn. Chú ấy là con nhà quý tộc, thừa kế tước vị đã mấy năm, đáng ra nên con cháu đầy đàn rồi chứ. Ông Dĩ Ninh trầm mặt, từng chữ từng lời của cậu như đánh mạnh vào màn nhĩ của cô. Ơ kìa, chị gái, sao chị không nói chuyện? Trần Tử Du quay đầu, tự biên tự điển. Ông Dĩ Ninh chậm rãi thở hắt ra, giống như muốn vắt kiệt mọi cảm xúc trong trái tim. Cô bình tĩnh nói, chị không thích nghe bất kỳ câu chuyện nào về đàn ông trung niên đâu. Trước Tết âm một tuần, cuối năm công ty cũng đã tới giai đoạn quyết định, sự bận rộn cũng sắp kết thúc. Vào thứ ba. Kha lễ giúp đường kỳ xâm rời hết lịch trình buổi chiều sang hôm khác, hơn 6 giờ, ánh đèn cao tốc trực sáng biến đường vành đai Thượng Hải thành những dải màu, mấy hôm nay có sương khói và sương mù làm cho không khí lúc này càng trở nên lạnh lẽo. Sương khói là một loại chất gây ô nhiễm không khí. Sắp tới Century Park thì tắt đường, Kha lễ nhìn đồng hồ, đường tổng, để em gọi cho bác gái, chắc không kịp rồi. Nếu là những cuộc tụ tập bình thường thì không sao, nhưng tối nay lại khác. Kha lễ không dám sơ xuất Đường kỳ Sâm nói Không vội Kha lễ cẩn thận ước lượng Cuối cùng vẫn cứ khuyên Hôm nay người lớn đều tới Mấy chú bác cũng tới Anh chị em với nhau thì không trách Nhưng bậc trưởng bối lại khác Tuy đa số đều rất thân thiết với anh Nhưng kẻ lắm mồm không thiếu Top 5 top 3 lại khó tránh khỏi mấy lời chăm chọc Đường kỳ Sâm lạnh nhạt Không mảy may lo lắng Ông cụ lớn tuổi rồi nên thích mấy trò đoạn viên này Tối nay ông chủ trì Chẳng mấy ai dám làm Phật ý ông đâu. Chỉ là một buổi họp mặt thôi mà, tôi đồng ý cũng đã đủ bày tỏ thái độ rồi. Ý anh là, chỉ thấy chứ không có hơn. Kha lễ gật đầu, đã hiểu, lần này đường dịu về chắc là không tính đi nữa, có thể khiến cho ông cụ phải hưng sư động chúng như thế đúng là mình đã quá coi thường cậu ta rồi. Hưng sư động chúng, thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì nó chắc chắn không đi đường kỳ sâm khẳng định ba năm trước cậu ta đã lên kế hoạch di dời tổng bộ minh diệu khoa chế từ bắc kinh về vả lại nòng cốt của đội ngũ er và và thị phần của cậu ta đều có hướng phát triển trong nước tính cách ông cụ cậu còn không hiểu ư ông tin rằng con cháu nhiều thì phúc khí cũng nhiều đường diệu rất khá trong việc mở rộng lãnh thổ dự án nào của nó cũng được ông cụ ưu ái nó đã chuẩn bị hết rồi đương nhiên xứng đáng được hưởng cái sự hưng sư động chúng này đội ngũ er và nghiên cứu và phát triển, một trong những chìa khóa thành công của nhiều tập đoàn, công ty lớn trên thế giới. Đường gia cũng được coi là một gia tộc lớn, nhân tài trải rộng khắp các ngành nghề, duy chỉ có đường diệu là một sự tồn tại khá vi diệu. Mọi người đều biết con trai cả của ông cụ đường, chính là ba của đường kỳ sâm, đường lẫm, là một giáo sư trung văn có chút danh tiếng trong giới học thuật. Thực ra, ông cụ đường còn có một đứa con nữa tên là đường liệt, đường liệt chính là một nhị thế tổ lúc trẻ bóng bẫy lại biết cách đưa đẩy, văn dốt võ giác, là kẻ trăng hoa có tiếng. Chơi gái, cờ bạc, thói hư tật xấu đủ cả. Ông cụ quá mức nhức đầu với thằng con, đến nỗi từng muốn cắt đứt quan hệ cha con. Nhị thế tổ, con cháu nhà giàu nhưng chỉ biết ăn chơi trác tán. Tin đồn là thế, thật ra bề ngoài mắng chửi nhưng bên trong ông vẫn rất che chở, không thấy nhẫn tâm. Nhưng đường liệt là một kẻ không chịu thua kém ai, ăn chơi cờ bạc, lại còn cưỡng bức một cô gái. Cô gái này tuy bị làm nhục nhưng tính cách lại vô cùng tỉnh liệt, thề bắt đường liệt phải trả giá. Đúng lúc đó, chính sách chống khiêu dâm đang tới điểm máu chốt, chuyện này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, ông cụ đường đành dùng thủ đoạn mạnh mẽ đè ép việc này xuống. Cô gái kia cầm tiền chạy trốn, chuyện tưởng tới đó là kết thúc, nhưng mấy tháng sau, cô gái kia nghi ngờ mình đã mang thai nên tìm tới tận cửa, ném thẳng tờ kết quả xét nghiệm DNA nước ối vào mặt ông cụ cặp đôi này, một người mặc dày, một người lại không biểu tỏ thái độ. Cô ta khóc lóc âm sầm, nếu nhà họ đường không cho cô ta một câu trả lời thì cô ta sẽ kiện lên trung ương. 30 năm trước căn cơ nhà họ đường chưa vững, ông đường sau khi suy tính thiệt hơn bèn đá thẳng cặp đôi này sang nước ngoài kết hôn. Đường diệu chính là kết quả của mối quan hệ hoang đường này, một mối quan hệ nghiệp chướng, tràn đầy oán hận và căm ghét coi như kết cục của đường diệu đã được định sẵn nhưng cậu ta là người rất cố chấp lại thông minh và có chí đã tự mình gây dựng phát triển sự nghiệp thành lập nên minh diệu khoa chế niêm yết công ty tại mỹ trở thành một trong những người dẫn đầu ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo thế diện của ông cụ đã được cậu ta vớt lại hôm nay quay về với tư cách nhận tổ quy tông còn đường thư văn tâm trạng khá tốt tự dưng có thằng cháu từ trên trời rơi xuống đương nhiên là mừng rồi củi cháy lửa truyền gió thổi cỏ lên số mệnh chính là nhân quả tuần hoàn, đã xa vào chốn hồng trần thì khó mà vượt qua, đời người ai mà nói trước được hết. Khi đường kỳ sâm tới, khung cảnh náo nhiệt y như anh dự đoán. Đường kỳ sâm vẫn điềm tĩnh lạnh nhạt đứng trước cửa, dì vũ ra mở cửa ngạc nhiên kêu, phu nhân, cậu cả về rồi. Ở đường gia, người giúp việc cũng cần phải biết quan sát sắc mặt dì Trần là người mẹ anh đưa tới, bà làm ở đây đã được hơn 30 năm, bà rất yêu quý đường kỳ sâm bình thường chỉ gọi anh là kỳ sâm nhưng hôm nay một tiếng cậu cả của bà như đề tỉnh cho đám người ở đây biết ai mới là chủ nhân chân chính đường kỳ sâm nhướng mày sắc mặt thay đổi trong nháy mắt anh cần khách sáo chào hỏi từng người một cuối cùng khi trông thấy đường diệu ý cười trên gương mặt đường kỳ sâm càng sâu anh tự nhiên bước tới một tay nắm tay đường diệu một tay khẽ vỗ lên lưng cậu ta tắt đường nên anh tới muộn cậu về nước khi nào chúng ta là người một nhà tuy chưa gặp mặt nhưng dù sao tôi cũng coi như anh cả của cậu, sau này không quần phải xa lạ, có chuyện gì thì nói với tôi một câu. Đàn ông đường gia đều rất khôi ngô tuấn tú, đường diệu năm nay 31 tuổi, khí chất của hai người khá giống nhau, giờ đứng chung một chỗ khiến người ta không khỏi nhớ tới một câu độc nhất vô nhị. Đường diệu mỉm cười đáp lễ, cũng vỗ lưng đường kỳ sâm là do em quá gấp gáp tới gặp ông nội khiến anh phải vất vả tới đây một chuyến em cũng không ngờ ông nội lại tổ chức long trọng và mời nhiều người thế. Bên kia có người người em còn không nhận ra, ở nước ngoài một mình quen rồi, giờ vẫn chưa thích ứng kịp với bầu không khí náo nhiệt này, lúc nào em mời ăn đi ăn cơm, rồi anh dẫn em đi một vòng thăm quan thành phố Thượng Hải nhé. Đường kỳ xăm hắn giọng đáp ứng, được. Đường dịu lớn lên bên Mỹ nhưng nói tiếng phổ thông rất tốt âm cuối của cậu thỉnh thoảng còn vót lên mang theo ngữ điệu Bắc Kinh, rất dễ nhận ra. Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài người qua người lại, bầu không khí vui vẻ hài hòa, đường thư văn rất vui khi trông thấy cha hiền con thảo, anh em như thế tay chân, đền này tâm trạng ông rất tốt. Tối nay đường kỳ Sâm xử lý mọi chuyện vô cùng chu toàn, tới 10 giờ tối anh mới rời khỏi. Cả năm bận rộn khiến cảnh An Dương hiếm khi gặp con trai. Bà đi qua cố tình gọi con lên phòng, dặn dò đủ chuyện, nào là trời lạnh phải mặc ấm, ăn uống phải điều độ, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Rồi bàn giao cho Kha Lễ, nếu không quan trọng thì không cần phải đi dự tiệc xã giao, cũng không được đế cho đường kỳ xăm uống. Rượu, Kha Lễ trả lời hợp tình hợp lý, dì yên tâm, con sẽ chú ý. Cảnh An Dương liếc nhìn phòng khách, nét mặt thoáng mỉa mai vụt qua, ông nội con rõ hồ đồ, trước thì bạc vô âm tính, giờ quay về bảo mẹ yên tâm sao được. Đường kỳ sâm nhướng mày mẹ quá lời rồi cảnh an dương gật đầu con tự biết chừng mực là được ơi nhà mẹ sẽ giúp con thu xếp còn nữa đừng chỉ biết mỗi công việc lúc nào rảnh đưa an an về ăn cơm ông con vẫn luôn nghĩ về chuyện của hai đứa đấy cứ nghĩ chuyện đâu đâu đường kỳ sâm không nặng không nhẹ một lát sau cảnh an dương mới phản ứng lại bà có vẻ không vui an an là đứa bé tốt cũng có thế trợ giúp cho con mẹ không cần biết con muốn độc thân bao lâu nhưng nhất định con phải kết hôn, hai đứa từ bé đã quen nhau, hiểu rõ về nhau, con tìm được ở đâu một người thích hợp hơn con bé. Đường kỳ xăm cắt ngang, trong anh có vẻ bình tĩnh nhưng hơi thở có vẻ rối loạn, anh nói, sau này mẹ bớt thổi lửa trước mặt ông nội đi. Chiếc xe lao ra khỏi đường Phan Đi An, ánh đèn vút qua bị bỏ lại đằng sau, tự như có hai hàng ánh sáng chói lòa theo đuôi, tăng thêm chút hơi ấm trong màn đêm giá lạnh. Sau khi lên xe, đường kỳ xăm không nói gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, môi anh mím chặt, càng khiến gương mặt trông lạnh lùng hơn. Kha lễ lên tiếng, hoạt động của đường diệu mấy năm nay khá khiêm tốn, em đã sai người đi thăm dò nhưng vẫn khó mà tra được thông tin quan trọng. Đường kỳ sâm chợt mở mắt, đúng lúc chiếc Bentley đi vào đường hầm, ánh đèn biến mất, nửa người anh chìm trong bóng tối, đường kỳ sâm hừ một tiếng, có vẻ tức giận, xài lan giả báo, chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ngày hôm sau tới công ty, Bộ phận nhân sự đưa cho Đường Kỳ Sâm bản liệt kê tiền thưởng cuối năm và thưởng các hạng mục riêng biệt, nền kinh tế đang đi xuống nhưng tập đoàn Á Hối vẫn cứ hát vang. Đường Kỳ Sâm xem qua một lần, rồi lật lại vài tờ. Ánh mắt của anh tập trung vào một cái tên, người phụ trách tinh ý vội giải thích, "Tiền lương của ông Dĩ Ninh cao hơn nhân viên đồng cấp vì giám đốc Trần đã tự mình khen thưởng cho cô ấy một khoản." Đường Kỳ Sâm ngước mắt, với danh nghĩa gì? không có danh nghĩa, người phụ trách khó xử, giám đốc Trần nói rằng đây là khoản tiền an ủi độc thân của ông Dĩ Ninh. Phong cách của Trần Táp vẫn như cũ. Chỉ có thế đập bàn tranh luận với những lãnh đạo cổ hữu trong hội đồng quản trị, cũng có thể bác bỏ ý kiến trước mặt đường kỳ sâm Thực ra khoản tiền này không phù hợp quy định nhưng chị vẫn khăng khăng, nếu ai hỏi tới thì cứ lấy lý do là tiền an ủi độc thân đi. Đường kỳ sâm thoáng cao mày. Người phụ trách tùy cơ ứng biến vội vã nói, tôi sẽ nói lại với giám đốc Trần, xóa bỏ khoản thưởng này, dựa theo quy chế của công ty mà làm việc. Không cần, đường kỳ sâm đóng lại tập tài liệu vứt lên bàn, ngửa người tựa lưng vào ghế, bình tĩnh nói, thưởng đi, cô ấy xứng đáng. Kỳ nghỉ Tết âm lịch sắp tới, toàn bộ nghiệp vụ đề đã kết thúc, đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có trong năm. Hôm qua phát thưởng, ông Dĩ Ninh còn tính đi tính lại mới chắc chắn không đọc sai con số, hơn 7.000 tệ cô còn tới bộ phận nhân sự hỏi lại, người phụ trách kéo cô qua một bên thành thật kể lại. Nhìn lại nửa năm qua, được có mất có, để tâm, buông bỏ, trải nghiệm, nỗ lực. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều đáng giá. Không có gì ý nghĩa hơn là tự nhận thức được giá trị của bản thân. Ông Dĩ Ninh định gửi cho Trần Tử Du một túi lì xì coi như cảm ơn, nhưng xong lại cảm thấy quá tục, cuối cùng cô tranh thủ bớt chút thời gian mua cho cậu một tờ thiếp tráng vàng tờ thiếp này rất xinh xắn ở giữa còn khảm một cái bao lì xì đế trống cực kỳ tinh xảo và sang trọng trần táp không khách sáo nhận lấy thay trần tử du cảm ơn cô bao giờ em về quê vé khó mua quá chỉ còn mỗi đêm giao thừa ôn dĩ ninh đáp may mà em vớt được chuyến cuối trần táp gật đầu có gì thì gọi chị nếu hành lý nhiều thì chị thu xếp cho em một chuyến xe không cần đâu chị bắt xe tiện hơn ạ à, ôn dĩ ninh hỏi giám đốc trần Tết âm lịch chỉ có ở lại Thượng Hải không? Không, chị đi vơ nai, thất hẹn với Trần Tử Du một năm rồi, tán dốc vài câu thì ông Dĩ Ninh phải đi, Trần Táp gọi lại, Dĩ Ninh. Dạ, em đây, cô khựng lại, quay đầu nhìn. Trần Táp nhìn cô, ánh mắt chân thành và đầy mong đợi, làm việc cho tốt nhé. Ông Dĩ Ninh cười, nhất định rồi ạ. À. Chúc chị ăn Tết vui vẻ. Tới ngày 28 các bộ phận đều đã nghỉ Tết và lục đục trời đi. Ông Dĩ Ninh mua vé vào 29 nên vẫn còn ở lại, không khí chào năm cũ đón năm mới đã tràn ngập không khí, cảm giác quen thuộc vào giờ phút này lại càng rõ rệt, cửa phòng CEO mấy ngày nay luôn khép kín, Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ không hề xuất hiện, thỉnh thoảng ông Dĩ Ninh lại không tự chủ nhìn cánh cửa kia rất lâu, trong lòng trống rỗng, mãi mà không thấy khá hơn. Buổi chiều hôm cuối cùng, cô định dọn dẹp văn phòng rồi về sớm nhưng chính vào hôm đó lại xảy ra một chuyện không hề nhỏ bắt đầu từ 3 giờ chiều, một tài khoản Weibo mới đăng ký ba hôm trước post một bài dài một vạn chữ, nội dung bùng nổ, mở đầu bằng hình thức đối thoại trực tiếp cùng đương sự, rồi quay lại kể về chuyện của bản thân, cuối cùng người đó kết thúc bằng giọng văn sắc sảo, điểm lại những điểm cần chú ý, đọc thấy vô cùng hợp tình hợp lý, lại có cả chứng cứ thực tế. Là dùng sắc đẹp để bẫy, hay là bị chi phối bởi đồng tiền, nói không với quy tắc ngầm. Chương 18, không phải ngôi sao đêm qua, 4. Đương sự trong bài post là sếp của một tập đoàn nào đó, bị bóc phốt về đời tư hỗn loạn, lăng nhăng, tự cho mình là quyền cao chức trọng, là tầng lớp tinh anh, nhưng thật ra lại là loại mặt người giả thú, con đường công danh tuy rộng mở đồng thời với việc chìm đắm trong nữ sắc, trong hoang lạc thường dùng quyền thế đế cưỡng ép đe dọa ép buộc người khác để thỏa mãn dục vọng đen tối của bản thân. Bài bóc phốt nhấn mạnh thêm về sở thích kỳ quặc của đương sự, anh ta không bao giờ dịu dàng với phụ nữ đôi khi còn chơi tập thế. Thậm chí đối tượng qua lại còn có cả học sinh. Trong bài bóc phốt có nhắc tới nhân vật họ đường, theo miêu tả chi tiết tỉ mỉ, người có não đều có thể hiểu là đang ám chỉ tới ai. Tiêu đề bùng nổ, nội dung mang tính thời sự, còn đính kèm cả đoạn ghi âm cuộc đối thoại của đương sự ở cuối khiến cho độ tin cậy càng tăng cao. Tập đoàn Á Hối được biết tới khá rộng rãi, người lót dép hóng chuyện cũng đoán ra được phần nào chưa tới một tiếng, số lượng Weibo chia sẻ bài bóc phốt này đã lên tới hơn vạn. Ông Dĩ Ninh mở danh sách chia sẻ bài, đứng đầu danh sách là một vài blogger lậu thêm dầu vào lửa, người có địa vị trong giới hay các Weibo nổi tiếng tạm thời không tham dự, hoặc là không dám tham dự. Trần Táp giờ này đang trên máy bay, không thể nhận điện thoại được, công ty đã nghỉ lễ hết, chọn thời gian này để đăng bài đúng là quá tuyệt. Trần Táp phụ trách việc quảng bá, quan hệ công chúng và phát triển thương hiệu, đó là trách nhiệm của chị. Người phụ trách vắng mặt nhưng sự việc không thể trì hoãn, Trần Táp là người chu toàn, mối quan hệ với truyền thông trong nước khá vững, nhất định bọn họ sẽ nể mặt chị. Ông Dĩ Ninh nhanh chóng liên hệ với nhà phát triển ủy Bộ để lấy IP của người đăng bài, IP cho biết địa điểm post bài là ở Quý Châu. Tin tức này không quan trọng cho lắm, ông Dĩ Ninh lẩm bẩm cái tên này mấy lần, cô cảm thấy địa danh này rất quen nhưng không nhớ nổi nên đành lướt qua. Buổi tối, điện thoại của Trần Táp được kết nối Ông Dĩ Ninh báo cáo lại cho chị, em đã đánh tiếng với bên blogger và truyền thông rồi, lượng chia sẻ bài phản hồi của chúng ta cũng đã tăng cao, em không yêu cầu bên Weibo gỡ bài bóc phốt kia bởi vì như thế chẳng khác nào lệ ông tôi ở bụi này, tình hình bây giờ rất bất lợi cho chúng ta. Còn nữa, trên trang web chính thức của tập đoàn đang bị một lượng lớn thủy quân càn quét. Thủy quân, thủy quân là những người nhắm vào một thông tin, nội dung đặc thù nào đó rồi đưa ra ý kiến, được viết bằng ngôn ngữ mạng. Những kẻ này thường hoạt động trên các trang web mua bán, diễn đàn, mạng xã hội, tất cả mọi ngóc ngách trên Internet đều có thể có thủy quân. Bọn họ ngụy trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng, đưa ra những nhận xét, ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà họ nhắm tới. Dù trên múi giờ nhưng giọng nói của Trần Táp vẫn rất tỉnh táo, đã liên lạc để xóa bình luận chưa? Em không xóa cái nào cả, ông dĩ ninh bình tĩnh đáp nhưng em đã bảo bộ phận pháp lý chụp lại để lưu giữ bằng chứng. Trần Táp nói, em làm đúng lắm, giờ chúng ta đừng manh động, cơn sóng này hẳn sẽ lắng lại thôi, đúng ngày lễ Tết, kẻ nào cố tình gây sự thì đúng là xui xẻo. Nhưng mọi chuyện lại không giống như Trần Táp suy đoán, sóng gió lần này căn bản là không áp chế nổi. Tới buổi tối, tình hình leo thang, một nữ minh tinh tuyến 18 đã lai bài bóc phốt khiến nó đột phá ba vạn lượt thích cơn sóng này chưa qua, cơn sóng khác đã lại ập tới. quần chúng bùng nổ. cái lai like của nữ minh tinh kia khá vi diệu, vừa khéo chứng thực luận điếm về đời tư rối loạn của người họ đường nào đó với các minh tinh. đường kỳ sâm chỉ ở nhà mỗi giao thừa và mùng một. tối hôm qua đi công tác về thì anh ở lại di di an tăng. cảnh an dương là người từng trải, bà cũng chẳng lại gì mấy loại scandal thế này, nhưng bà vẫn lo lắng hỏi con trai, thật sự không có chuyện gì chứ? đường kỳ sâm trấn an mẹ yên tâm, sau đó anh quay về thư phòng gọi điện cho Trần Táp, dặn chị cứ yên tâm đón Tết, chuyện này cứ gác lại. Trần Táp đáp, không cần gác lại, có thể giải quyết ngay. Đường Kỳ Sâm chưa hiểu ý Trần Táp nhưng cũng không lên mạng đọc bình luận chạng vạn hôm sau, vừa ăn tối xong thì Kha Lễ cầm điện thoại bước vào, đường tổng, anh lên mạng xem đi. Sự việc xảy ra chưa tới 48 tiếng đồng hồ, có khoảng 80% blogger chia sẻ một bài đăng xin lỗi, người xin lỗi chính là người đầu tiên tung tin đồn. Người này khóc lóc kể lễ, hối hận và thừa nhận rằng mình đã lừa gạt công chúng, chỉ vì mắc chứng trầm cảm cho nên mới muốn được mọi người chú ý mà chọn phương pháp cực đoan này. Đúng là sai một ly đi một dặm, kẻ này còn trịnh trọng tạ tội với người bị hại là đường kỳ sâm và tập đoàn á hối, tạ tội với cộng đồng mạng. Còn nói đã xin hủy tài khoản này, coi như chuộc lại sai lầm của bản thân. Cùng lúc đó nữ minh tinh tuyến 18 từng lai like bài kia cũng đăng ủy bộ nói rằng về sau sẽ tập trung đóng phi, không dám đi đường tắt nữa, ngụ ý là, thừa nhận bản thân đã thổi phòng sự việc, cố tình nói bóng nói gió. Dư luận nghiêng về một phía, đúng là bôi nhọ chứng trầm cảm, xin hãy dừng lại. Cái lũ ăn theo tự đào hố chôn mình kia, giờ đẹp mặt chưa? Xóa tài khoản là xong à? Xin chúc mừng, lần này mày đã đá phải sắt. Ôi má ơi! vì CEO này đẹp trai quá thế. Bởi vì đã điều tra rõ sự thật, trang web chính thức của tập đoàn Á Hối trước giờ luôn giữ im lặng, lần đầu lên tiếng đã công bố thẳng thừng văn kiện của luật sư, tuyên bố một cách long trọng rằng họ sẽ chủ động bảo vệ quyền lợi của mình, quyết không dung túng cho kẻ đặt điều gây sự. Những cái like và những lời bình luận bùng lên như một cơn bão, góp phần tuyên truyền hình ảnh của công ty. Chỉ qua một đêm mà trời xoay đất chuyển, đúng và sai, đen và trắng trở về đúng vị trí vốn có, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Kha lễ vẫn chưa cúp điện thoại, kẻ gây rắc rối lần này anh có biết đấy? Đường Kỳ Sâm, ai? Triệu Chí Kỳ, Kha lễ đáp. Đó là cái tên trợ lý nhỏ từng mắng chửi Ôn Dĩ Ninh, rồi ngầm bị Đường Kỳ Sâm khai trừ. Ý nghĩa của việc khai trừ này không giống thường lệ, tên trợ lý kia cũng là người trong giới showbiz dù đường kỳ sâm không ở trong làng giải trí nhưng bối cảnh của anh vốn là một truyền thuyết lại có trần táp là cánh tay đắc lực quan hệ truyền thông lại rộng như thế cũng đủ sự nghiệp trong ngành này của triệu chí kỳ chấm dứt tuy nhiên chính điều này lại trở thành bằng chứng cho câu nói của đường kỳ sâm lúc đó người không sạch sẽ giữ lại chỉ tổ trở thành tai họa đúng rồi đường tổng kha lễ nói thêm nếu tiện thì bây giờ anh lên xem tin tức mới đi đường kỳ sâm tắt điện thoại bước ra khỏi thư phòng rồi xuống tầng, đúng lúc ba mẹ anh đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy có tiếng động, cảnh an dương nhiên đầu nói, xuống đúng lúc lắm, công ty của con kìa. Trên tivi màn hình lớn và rõ nét, đang chiếu cuộc họp báo của tập đoàn Á Hối, hội trường hơn trăm ghế, không trống chỗ nào, đường lẫm cười, đúng là người trong giới truyền thông không nghỉ ngơi ngày nào, hôm nay đêm giao thừa. Bọn họ thế này là đón năm mới sớm còn gì? Đường kỳ sâm im lặng ngồi cạnh ba, nhìn chầm chầm tivi. Ông dĩ ninh mặc một bộ váy công sở màu trắng, tinh tế gọn gàng, rất có khí thế trấn áp, cô còn trẻ, màu trắng càng làm tôn lên làn da của cô, bình thường trông cô đẹp hơn khi lên hình, cảnh an dương mắt sáng ngời, cấp dưới của trần táp thả Thẩm diệt hoang không dời mắt, khẽ vân một tiếng. Khí chất nhìn ổn đó, cảnh an dương hiếm khi khen ai. Ông Dĩ Ninh là đại diện cho tập đoàn Á Hội, cô ra mặt giải thích rõ tranh chấp lần này bài thông cáo do chính tay cô tự mình viết, cân nhắc từng câu chữ, lời văn xuất sắc, mạch lạc, cẩn trọng, gần như không kẻ hở. Mặc dù ông dĩ ninh nhảy nghề, nhưng chuyên ngành chính của cô là anh văn, khi còn học đại học đã luyện tập điên cuồng, ngữ cảm và sự tập trung vẫn chưa hề quên. Ông dĩ ninh rất bình tĩnh, rất nhiều nhà báo phóng viên chụp hình quay phim thậm chí còn livestream trực tiếp trên mạng, cộng đồng mạng còn lập nên những hashtag phát ngôn viên xinh đẹp của Á Hối, bố công ngu mới ra ngoài tìm phụ nữ. Cái đầu tiên là thật lòng khen ngợi, cái sau thì mang tính châm biếm tính chất của buổi họp báo thì đúng hơn. Kết thúc buổi họp báo, có phóng viên đặt câu hỏi, năm nay, báo cáo tài chính mà tập đoàn Á Hối công bố cho thấy lợi nhuận có giảm đi so với năm ngoái, xin hỏi có đúng là Á Hối sẽ giống ít ít, khó duy trì nổi phong độ, dần thuộc lùi không? Ông Dĩ Ninh hiểu được cách bám riết của bọn họ, một chuyện rất bình thường không hề có sức hút nhưng vẫn cứ phải đào bởi vì đó là bản năng nghề nghiệp mấy vấn đề này không liên quan gì tới cô cũng không tới lượt cô phải ra mặt nhưng trong tình huống này im lặng thì không hay lắm suy nghĩ một lát rồi cô lên tiếng chỉ một con số so sánh không nói lên được điều gì cả năm nay tập đoàn á hối đầu tư rất nhiều vào trí tuệ nhân tạo bao gồm y tế giao thông hàng không vũ trụ hệ thống tín dụng công cộng sự phát triển của tập đoàn chúng tôi luôn dựa vào quan điểm và tư tưởng như thế khám phá lĩnh vực mới đồng thời dốc sức trong ngành công nghiệp vì xã hội vì quốc gia cống hiến chế tạo ra những gì cần phải có tôi đề nghị bạn nên tìm hiểu thời gian hoàn vốn của dự án trong các lĩnh vực này rồi đọc một lượt báo cáo nghiệp vụ hàng năm của chúng tôi nhất định sẽ hiểu cảm ơn phóng viên kia khóe miệng khẽ giật ngậm miệng ngồi về chỗ một phóng viên khác lại tiếp tục đứng lên hỏi sự kiện lần này tuy hoàn toàn là bịa đặt, nhưng theo những gì chúng tôi biết, anh Đường và ảnh Hậu An có quan hệ cá nhân hết sức thân mật, xin hỏi đó là quan hệ thế nào? Có khả năng tiến xa hơn không? Ông Dĩ Ninh nhìn thẳng vào người vừa đặt ra câu hỏi, ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ sự biến hóa nào, xin lỗi, tôi không xem phim, cũng không biết vị. Ảnh hậu này, sau đó ánh mắt cô vụt qua, trực tiếp ra hiệu cho người kế tiếp một vài người trong hội trường không nhìn được, tiếng cười râm ran lan tỏa cả hôi trường cuối cùng phóng viên này hỏi chào cô cô là nhân viên tập đoàn á hối đương nhiên phải biết bảo vệ lợi ích riêng của bản thân cô giống chúng tôi không phải người trong cuộc đồng nghĩa với chuyện cô không thể hiểu rõ từng chi tiết như vậy có phải cô đứng ở một góc độ khác mà thiên vị hay không vấn đề này vừa đưa ra cả hội trường yên tĩnh lại trong những cái kết có hậu sợ nhất là bị chất vấn lại từ ngọn nguồn cho dù chuyện này đã rõ ràng nhưng bởi vì bạn quyền cao chức trọng cho nên đương nhiên phải có chút thói hư tật xấu và đạo đức thối rửa. kể cả bạn có là người bị hại đi chăng nữa ông dĩ ninh nhìn vào mắt phóng viên rồi chậm rãi cúi đầu hàng mi cô rũ xuống khác hẳn sự bình tĩnh ban nãy sự tạm dừng này giống như đang xác minh lại tính chất của vấn đề trước màn hình tivi ông bà đường hoàn toàn an tĩnh Đường kỳ sâm thì trầm mặt, anh chăm chú nhìn, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm hay động tác nào của cô. Vài giây sau, ông dĩ ninh ngẩng cầu, nhìn thẳng vào ống kính nở nụ cười, nụ cười này, tự như một đóa hoa đang nở rộ vào ngày xuân. Cô cất tiếng, bất kể thành công nào cũng có nguyên nhân của nó, dù cho điểm xuất phát của anh ấy có là điểm kết thúc của bạn thì đã sao, thì chứng tỏ trách nhiệm và sứ mạng mà anh ấy phải gánh vác chắc chắn càng to lớn, mấy năm nay, Dựa trên năng lực đưa ra quyết sách đối với tập đoàn, năng lực lãnh đạo và cách đối nhân xử thế của anh Đường, thì các bạn hoàn toàn không có quyền lên tiếng, chỉ có nhân viên của tập đoàn á. Hối mới có tư cách phán xét. Phóng viên tìm được bậc thang để leo xuống, bèn lên tiếng, vậy theo cô thì sao? Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh chân thành nhưng rất đanh thép, anh ấy là một lãnh đạo tài năng, khoan dung và chính trực, bất kể quá khứ hiện tại hay tương lai, anh ấy cũng vẫn sẽ là người như vậy khách quan và công bằng, đề cao lý trí, ông Dĩ Ninh không hề mang theo bất kỳ một cảm xúc thành kiến nào. Anh ấy sẽ là người như vậy. Bởi bản thân anh vốn đã là thế. Truyền hình trực tiếp kết thúc là tới quảng cáo, cảnh an dương hứng thú, biểu hiện không tệ, họ ôn à. Chức vụ gì thế? Bà hỏi đường kỳ xâm nhưng lại phát hiện dường như con trai đang ngẩn người, chẳng biết có nghe rõ lời bà không. Trần Táp gọi điện tới, bên chị đang là giữa trưa, giọng chị cũng toát ra sự vui vẻ đường tổng đường kỳ sâm khẽ đáp ư ừ. bây giờ tôi muốn đưa ra một yêu cầu với cậu cô nói đi để cho ôn dĩ ninh được làm nhân viên chính thức trước thời hạn trần táp đáp năng lực ứng biến và sự trí dư luận của cô ấy đã rõ như ban ngày không chỉ riêng lần này cô ấy còn giúp tôi xử lý các nghiệp vụ lớn nhỏ cô bé này có thế vuông có thế tròn có thế có được duỗi được lại trầm ổn đúng là hiếm thấy nói chuyện vắng tắt xong, Trần Táp chuẩn bị cúp điện, thôi nhé, tôi còn phải đi liên hệ xem có xe quay về thành phố hát không. Có chuyện gì à? Đường Kỳ Sâm hỏi. Ông Dĩ Ninh, Trần Táp đáp, sự cố lần này khiến cô bé bận túi bụi bỏ lỡ mất chuyến tàu cao tốc rồi, hôm nay là đêm giao thừa, không thể đế con gái nhà người ta ở lại Thượng Hải một mình mừng năm mới được. Dì Vú đứng cạnh, điện thoại vẫn giữ nguyên. Dì vội mang áo khoác lại cho anh, anh xỏ tay trái vào trước rồi chuyển điện thoại sang tay trái, xỏ nốt tay phải vào, thông thả chỉnh trang. Đường kỳ Sâm khẽ xoay cổ, thản nhiên đáp lại, cô không cần tiền đâu, bên này vừa khéo tôi có một xe. Ông Dĩ Ninh đang ở phòng trọ đợi, bạn cùng phòng của cô đã sớm về nhà ăn Tết, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, vali hành lý đặt cạnh ghế sofa. Cô ngồi xếp bằng trên thẩm, gọi điện cho Giang Liên Tuyết. Giang Liên Tuyết vừa bắt máy đã trách, đã bảo con đừng đi Thượng Hải rồi cơ mà, năm mới cũng không về, thôi con đừng có về nữa. Ông Dĩ Ninh Kiên nhẫn giải thích, không phải là không về, con đang săn vé, để xem có vớt được cái nào không đã. Giang Liên Tuyết đang bận chơi mạt chược, không rảnh tán chuyện với cô lâu, bà vừa dập máy thì lại có người gọi tới, là một số bản địa xa lạ, đuôi 88. Ông Dĩ Ninh nhấn nút nghe, giọng nói của đối phương khiến cô phải sửng sốt. Một lát sau, Ông dĩ ninh quên cả đi giày, cứ chân trần chạy tới cạnh cửa số, vén rèm lên, ánh trăng đêm mông lung mờ mịt, thắt dây Trung Quốc và đèn lồng đỏ làm nổi bật không khí ngày lễ. Một chiếc Land Rover đen đổ ven đường. Đường kỳ xăm đang tựa vào cửa xe, chiếc áo khoác giả phát họa nên dáng người rắn rỏi, nét mặt anh Tuấn bứt phá. Đường kỳ xăm cũng đang cầm điện thoại bên tay trái đặt sát tay giống cô, rồi ngẩng đầu tìm kiếm. Giọng nói của anh qua điện thoại rất trầm, xuống tầng đi, tôi đưa em về. Chương 19, không phải ngôi sao đêm qua, năm. Ông Dĩ Ninh lập tức từ chối qua điện thoại. Ngày đoàn viên, ngày mà chúng ta tạm biệt năm cũ đón năm mới, ai đưa về cũng không thích hợp, cô định viện cớ rằng đã săn được vé. Mấy hôm nay thời tiết Thượng Hải không được đẹp cho lắm, sương mù dày đặc, lại ẩm ướt lạnh lẽo, từ Century Park tới đây khá xa, trong nhà có hệ thống sưởi ấm nên đường kỳ xăm chưa cảm thấy gì, tới khi ra ngoài rồi mới phát hiện mình mặc hơi ít có lẽ bị lạnh nên dạ dày khó chịu như muốn rớt ra cứ khó chịu là anh lại mất kiên nhẫn anh lặp lại một lần nữa qua điện thoại xuống dưới đi ở đây gió lớn ông dĩ ninh không nói nữa chôn vùi luôn cái lý do vừa soạn sẵn trong đầu khi cô xuống dưới thì đường kỳ sâm đã ngồi vào trong xe đây là chiếc xe anh hay dùng hai người nhìn nhau qua lớp cửa kính ông dĩ ninh bèn nở nụ một cười khách khí Cửa kính xe trượt xuống, cửa xe cũng được mở khóa, đường kỳ Sâm không lên tiếng, cứ ngồi im đó đợi chờ. Muốn đoán hành động của một người đàn ông thì cứ nhìn vào tư thế của anh ta. Đường kỳ Sâm lúc này không khác gì một pho tượng Phật, kiệm lợi nhưng thái độ lại vô cùng cố chấp, có đôi có thêm cũng vô ích, ông dĩ ninh để hành lý vào cốt, rồi vòng ra ghế sau. Đường kỳ Sâm nói, em ngồi trước đi, lát nữa cầm hộ tôi chút đồ. Ông dĩ ninh gật đầu được tuy không biết cầm gì nhưng cô vẫn ngồi vào ghế phó lái nhập địa chỉ đường kỳ sâm nhấn nút thao tác trên vô lăng gọi ra trang điều hướng và đưa điện thoại cho cô chiếc xe này có chế độ liên kết định vị với điện thoại qua áp cài trong điện thoại của anh khi ôn dĩ ninh cầm được điện thoại thì màn hình đang khóa cô duỗi tay đưa tới trước mặt anh mật khẩu đường kỳ sâm xoay vô lăng quay đầu xe anh không nhìn qua mà chỉ đọc lên một dãy số không che đậy không giấu giếm, ông dĩ ninh có chút phân tâm, có lẽ do nhiệt độ điều hòa hơi cao nên mới khiến người cô nóng bừng lên chăng. Hơn 300 cây số, nếu không tắt thì mất 4 tiếng chạy xe. Xe đi vào đường bên dưới cầu vượt, qua đường cao tốc Hu Minh rồi nhập vào làng đường cao tốc Thượng Hải, Côn Minh. Vào dịp lễ Tết nên đường rộng xe thưa, một đường đi thẳng tắp, xe chạy êm ru, trừ âm thanh chỉ đường của thiết bị định vị thì không còn tiếng động nào khác ông dĩ ninh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính thỉnh thoảng lại có pháo hoa bắn lên từ bờ sông bầu trời mờ tối mang tới cho người ta cảm giác không chân thực đường kỳ sâm cảm nhận phương hướng khá tốt và nhớ đường được một lúc anh bèn tắt máy định vị đi đường kỳ sâm nghiêng qua nhìn anh anh nói quá ồn ào em mờ thanh duy nhất trên xe đã bị dập tắt bây giờ chỉ còn mỗi ánh sáng lạnh lẽo của bản điều khiển thỉnh thoảng lóe lên thực ra trước đây đường kỳ sâm rất thích lái xe đưa cô đi khắp nơi tới đâu làm những gì thì cô không còn nhớ rõ chỉ ấn tượng một chuyện đó là anh thích đổi xe khi ấy không ít người trêu rằng anh đúng là một ông chủ tư bản độc ác cười anh không biết được nỗi khổ của nhân gian cô cũng cười và hỏi tại sao người khác lại sợ anh tới vậy gương mặt thanh tú tuấn lãng của đường kỳ sâm ánh lên ý cười anh hỏi ngược lại em nói xem vì anh già à em nhắc lại lần nữa coi. Bởi vì mọi người sợ bị anh bắt chẹt đó. Ông Dĩ Ninh mặt mày hớn hở, trong lòng không khỏi đắc ý. Khi ấy tuổi còn trẻ, cô cho rằng đàn ông mà đối xử tốt với mình thì đó nhất định là tình yêu. Kết quả, tình yêu đó hóa ra chỉ là giấc mộng hoàng lương, với không tới, ngủ không tỉnh, mơ màng tan thành mây khói. Giấc mộng hoàng lương, giấc mơ đẹp nhưng ngắn ngủi. Trước đây Cô cho bộ dạng lúc anh lái xe là đẹp nhất, ung dung thoải mái, biến nhát, ngón tay đặt trên vô lăng, mỗi lúc dừng đèn đỏ lại khẽ gõ, mạch máu trên mu bàn tay mảnh khảnh thoáng lộ ra, cực kỳ gợi cảm. Nghĩ tới đây, theo bản năng, ông dĩ ninh quay qua nhìn đường kỳ sâm, không khí ấm áp mang theo mùi hương thúc giục con người ta. Không biết có phải do hương thơm hay không, mà hình ảnh anh bây giờ lại trùng khớp với anh trong hồi ức, hơn 30 tuổi, tuy không còn trẻ nữa nhưng khuôn mặt anh vẫn anh tuấn, gợi cảm có điều nơi chân mày đã đế lại dấu ấn của năm tháng thê lương ông dĩ ninh chợt cúi đầu không biết tại sao tâm trạng cô cứ mãi nặng nề như thế cho tới tận khi bên cạnh có tiếng động một tay đường kỳ sâm điều khiển vô lăng một tay thì đang lục tìm thứ gì đó trong ngăn chứa đồ vật va chạm nhau phát ra tiếng động lúc anh rút tay về có cầm theo một chiếc hộp sắt tối màu ông dĩ ninh biết anh có bệnh cũ cứ ngỡ anh bị đau dạ dày nên theo phản xạ cô cầm chai nước vặn nắp rồi đưa qua nước này đường kỳ sâm liếc cô qua kính chiếu hậu đáp lời chưa tới giờ tôi uống thuốc đây là viên ngậm cổ tay ôn dĩ ninh khẽ run đang lúng túng thì đường kỳ sâm đón lấy chai nước thản nhiên uống một hớp rồi trả lại thấp giọng nói cảm ơn ôn dĩ ninh đóng nắp lại người cảm ơn là tôi mới đúng cảm ơn anh đã đưa tôi về màn cảm ơn qua lại khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, đường kỳ Sâm cảm thấy thật vô vị, thế là anh kéo cửa kính xuống, để gió lùa vào, anh lái xe rất nhanh, tốc độ phải hơn 140 km trên giờ, ông dĩ ninh căng thẳng, theo bản năng với lên tay cầm ở phía bên trái. Đường kỳ Sâm không nói gì, đôi mắt vững vàng nhìn thẳng về phía trước nhưng lại bình tĩnh lái xe chậm lại. Dọc đường, đường kỳ Sâm nhận hai cuộc điện thoại, lắng nghe giọng nói trầm ấm của anh thì người gọi tới chắc không phải người xa lạ ngữ điệu chậm rãi thái độ hạ thấp ra ngoài có chút việc con biết rồi mẹ xin lỗi ông nội giúp con hôm nay con không đón giao thừa cùng mọi người được dạ 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 con nhớ rồi vâng cảm ơn mẹ chúc mừng năm mới cúp máy đường kỳ sâm nới lỏng cổ áo thở phào một hơi Ông Dĩ Ninh về tới nhà đã là 10 rưỡi tối, tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng không khí giao thừa khá náo nhiệt, gần tới không giờ, bọn trẻ bắt đầu hùa ra khỏi nhà để chuẩn bị bắn pháo hoa, những cây pháo xếp hàng dưới đất tự như những cây kem, khi bắn lên bầu trời, tiếng pháo hoa nổ đùng đùng, bung xuề tạo thành dáng cây thông. Đường kỳ xăm lái xe xuyên qua, ánh sáng của pháo hoa hắt lên gương mặt anh, lúc sáng lúc tối, đầy màu sắc. Ở đây à? Anh dừng lại trước một khu phố cũ đúng ông Dĩ Ninh đáp tới rồi cô đẩy cửa bước xuống Đường Kỳ Sâm cũng xuống theo hai người đi tới đuôi xe anh giúp cô lấy hành lý ra còn nữa không chỉ thế này thôi ông Dĩ Ninh ngẩng đầu cảm ơn bố Đường Kỳ Sâm đã kìm nén sự khó chịu cả đường lúc này tự như được mở chốt anh nhìn cô nói đang nghĩ lễ khỏi cần xưng hô thế một đường vất vả đã bình an về tới nhà vừa khéo tới thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cảm giác thân thuộc càng tăng cao ôn dĩ ninh không nghĩ nhiều tùy ý hỏi không gọi bốt vậy gọi gì chú a anh cũng chỉ kém vài tuổi so với mẹ tôi định lừa tôi ư cô vừa nói vừa cười nhưng cười xong lại hối hận muốn tự cắn đứt lưỡi cô vội vàng xin lỗi xin lỗi ý tôi không phải chê anh già đâu anh đừng hiểu lầm khuôn mặt đường kỳ sâm vẫn rất bình tĩnh lời giải thích này của cô càng nói càng giấu đầu hở đuôi bốn mắt chạm nhau trong đáy mắt hai người toàn là bóng hình đối phương, giống như có một luồng điện cùng tần số chạy qua, cả hai cùng nở nụ cười. Nụ cười này như xoa dịu mọi sự lúng túng, cũng khiến hai người nhận ra dọc đường đi đã vạch rõ ranh giới thế nào. Đường Kỳ Sâm hất cầm, "Ở đây à?" "Vâng, căn hộ sáng đèn kia, ông Dĩ Ninh chỉ." Đường Kỳ Sâm nhìn lên căn hộ ở tầng 4. "Anh lên ngồi một chút không?" Ông Dĩ Ninh lễ phép hỏi khách sáo. "Đi tay không?" không tiện lắm, đường kỳ sâm gật đầu chào cô, tôi đi đây. anh còn phải lái xe thâu đêm đế về thượng hải, giờ này chắc cũng chẳng kịp đón giao thừa nữa. ông cụ đường tuổi đã cao cho nên rất coi trọng các nghi lễ truyền thống. trong nhiều thập kỷ nay, con trai trưởng và cháu đích tôn của nhà họ đường phải có mặt tại nhà vào đêm giao thừa và mùng một tết. đường kỳ sâm vì vội đi nên không kịp báo cho đường thư văn biết, ông cụ cực kỳ bất mãn. vừa rồi cảnh an dương gọi tới chính vì vậy. Đường kỳ xăm lái xe lên một đoạn cách cô không xa rồi trượt cửa kính xuống, khẽ gật đầu rồi tăng tốc vụt đi. Ông dĩ ninh xách hành lý lên tầng, giang liên tuyết ngồi bên bàn mạc trượt hăng hái chiến đấu, thấy con gái về giật bắn cả mình, sao con lại về? Tưởng không mua được vé cơ mà. Ông dĩ ninh lần lượt chào hỏi từng người rồi quể oải nhìn mẹ cười, không trả lời, cô kéo vali vào phòng mình, đóng cửa lại, tiếng mạc trượt va chạm vào nhau lạch cạch, tiếng các bà tranh cai nhau lúc tính tiền, pháo hoa bắn lên cao càng lúc càng nhiều nối tiếp nhau trước thềm năm mới thu xếp đồ đạc xong ông dĩ ninh lấy tiền mặt ra đếm đủ năm nghìn tệ rồi đút vào bao lì xì đợi tiếng động bên ngoài nhỏ dần người đi hết thì cô mới mở cửa bước ra ngoài nói với giang liên tuyết mẹ chơi bài ít thôi tới lúc bị sỏi thận thì đừng có gọi điện tìm con Giang liên tuyết không vui con nói gì hay ho hơn được không đang tết nhất ông dĩ ninh đưa tiền lì xì đưa bào vì tốt cho mẹ chứ ai. Sau khi ước lượng độ dày phong bao, Giang liên tuyết toe toét cười, không càm ràm thêm gì nữa chấm TV bật chương trình cuối năm nhưng không ai xem, hết hát lại tới nhảy nhót, chỉ đợi bài hát, không thể nào quên đêm nay để báo hiệu một năm mới bắt đầu. Không thể nào quên hôm nay, một bài hát được tạo ra cho gala lễ hội mùa xuân truyền hình Trung ương Trung Quốc, Kiu Yuki, Wang Yuku, nội dung là để kỷ niệm cuộc hội ngộ và chúc lành cho đất nước. Giang Liên Tuyết vừa dọn bàn mạc trượt vừa nói, hôm trước mẹ tình cờ gặp lượng lượng, bây giờ nó đang làm giáo viên bóng rổ đấy, trông cao to lắm. Có phải do lâu lắm rồi không gặp thằng bé không mà mẹ thấy nó trông dễ nhìn hơn nhỉ? Nghe thấy cái tên này, ông dĩ ninh khựng lại mất hai giây, rồi sực tỉnh bình tĩnh đáp, vâng, cứ đàn ông là mẹ thấy dễ nhìn ạ. À. Nó còn hỏi thăm con đấy, hỏi con làm việc ở đâu, ấy mẹ không nói con bị sa thải đâu. Sao mẹ lại nói chuyện đấy? Ông dĩ ninh nắm một hạt dưa trong tay, không vui thả lại, vừa rồi tiền lì xì con đưa cho mẹ chắc là nhặt được đấy. Giang liên tuyết khinh thường, mẹ không muốn nói chuyện này vào năm mới đâu, nhưng nếu con không tự hành hạ mình thì có khi đã kết hôn cùng lượng lượng rồi. Ông Dĩ Ninh không phản ứng gì, cô thực sự không thích nhắc tới vấn đề này, dù con có ở nhà thì cũng không kết hôn với anh ấy. Giang Liên Tuyết đổ đóng mặt trượt vào trong giỏ, âm thanh va vào nhau loãng xoảng. Vậy con xuất gia làm ni cô đi chứ còn gì nữa. Lượng Lượng là nhũ danh, tên đầy đủ là Lý Tiểu Lượng, đơn giản dễ đọc giống như tính cách của anh. Lý Tiểu Lượng đã theo đuổi cô rất lâu, là bạn học và cũng thầm mến cô từ hồi cấp 3, tới đại học thì một người nam một người bắc, thế là tan. Sau khi tốt nghiệp gặp lại, Lý Tiểu Lượng lại theo đuổi cô một lần nữa, anh là một chàng trai tốt, ban đầu ông Dĩ Ninh từ chối, nhưng thầy giáo Tiểu Lượng không từ bỏ anh nói với cô rằng không sao bởi vì anh chỉ muốn đối xử tốt với cô, mong cô đừng cảm thấy áp lực, cứ như bình thường là được, anh mang bữa sáng nếu cô không thích thì ném đi, anh tặng hoa nếu không thích thì để vào trong chậu, nhưng xin cô đừng tước đoạt quyền lợi nữa. Xe theo đuổi của anh, trừ chơi bóng rổ, thì đây là thứ hiếm hoi anh thích. Lúc nói những lời ấy, ánh mắt anh cong len, vừa ôm bóng rổ bước từ sân vận động xuống, cực kỳ chân thành có lẽ theo đuổi được một năm rưỡi thì ôn dĩ ninh đồng ý nhưng nói thế nào nhỉ quen nhau đã lâu hiểu quá rõ cho nên cảm giác giống tri kỷ nhiều hơn có một số chuyện chính là như vậy thử rồi mới biết mùi vị thực sự là như thế nào chắc lý tiểu lượng cũng đoán ra nên được nửa năm thì hai người chia tay không khóc không nháo cũng không đòi chết đi sống lại càng không có ai luyến tiếc ai tới đức từng khúc ruột như trong bộ phim people in the end of the world bộ phim tình yêu do Bai Yingru, Ru, Kim Sian Linh, Ma Yonglin, Lin, Hu Jin Men, Si Lin Lin, Hang Su đóng vai chính, 1977. Ngày chia tay, cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng khách khí, hai người còn cùng đi ăn một bữa lẩu cừu bò cặp ăn xong, mồm miệng cay tới mức đỏ lên. Lý Tiểu Lượng cao một M9, hơi không lưng xoa đầu ông Dĩ Ninh cười, vậy đi thôi. Ông Dĩ Ninh cũng vỗ vỗ gương mặt anh, đi thôi thầy giáo tiểu lượng dặn đi dặn lại, về sau phải nhớ ăn sáng nhé, đừng quên. Ông dĩ ninh đồng ý, em nhớ. Chuyện đã qua không nhắc thì cũng chìm vào quên lãng, tới Thượng Hải được hai năm, cô cũng bỏ luôn thói quen ăn sáng. Lý tiểu lượng ở lại quê nhà làm một thầy giáo dạy bóng rổ, thì trấn nhỏ nên thỉnh thoảng lại tình cờ gặp Giang Liên Tuyết, lần nào cũng nhiệt tình chào hỏi bà, giúp cầm đồ các kiểu. Anh lái một chiếc Volkswagen Bora tới nhất định đưa bà về nhà đôi lúc ngẫu nhiên hỏi về chuyện ông dĩ ninh, giang liên tuyết vẫn còn biết phân biệt, không bao giờ làm mất mặt con gái mình. Thầy giáo tiểu lượng vừa nghe vừa cười sáng lạng, nơi khóe mắt toát lên sự dịu dàng, thế là tốt rồi, hôm nào tới Thượng Hải phải bảo cô ấy mời cháu đi ăn mới được. Nói cho vui không ngờ lần này lại thành thật. Dọn bàn mặt trượt xong, giang liên tuyết cất vào ngăn kéo, ngồi sống nói, lượng lượng nói xương cột sống của mẹ nó không tốt. Tới mùng 10 định đưa bà ấy lên Thượng Hải khám chuyên gia. Nó nhờ mẹ hỏi con xem ở đó có khách sạn nào ổn không. Ông Dĩ Ninh đáp, chắc chắn là có. Mùng 10 anh ấy tới Thượng Hải A. À? Mùng 8 con lên đi làm rồi, bệnh viện nào nhỉ? Mẹ hỏi lại giúp con nhé, nếu được con sẽ giúp một tay. Cha mẹ Lý Tiểu Lượng đều là công nhân viên chức về hưu, mẹ anh rất quý ông Dĩ Ninh, sau khi hai người chia tay anh còn giấu bố mẹ một thời gian về sau biết chuyện bà còn lén lau nước mắt bà nghĩ là do con trai mình không đối xử tốt nên con gái người ta mới không cần nó nữa hàng xóm láng giềng quen biết đã lâu giang liên tuyết cũng cảm thấy nên giúp đỡ cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ của hai mẹ con cuối cùng cũng kết thúc trong yên bình mạnh ai nấy làm hài hòa êm đẹp tràn ngập bầu không khí của năm mới kỳ nghỉ tết kết thúc tuy nói mùng tám đi làm nhưng thực ra chỉ tới đế khai xuân mỗi nhân viên lĩnh một bao lì xì rồi về. Tới mùng 9, tập đoàn Á Hối mới bắt đầu guồng quay công việc mới. Sau khi mở ba cuộc họp, tới tận chiều Đường Kỳ Sâm mới có thời gian rảnh rỗi. Phó Tây Bình chọn đúng giờ để tới. Quan hệ giữa anh chàng và Đường Kỳ Sâm khá tốt nên không quá câu nệ. Trước khi vào còn không quên trêu chọc hai người đẹp phòng hành chính, rồi mới hớn hở phóng khoáng bước vào. Kha Lễ đang báo cáo lịch trình cuối tuần cho Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm bỏ hai bữa tiệc xã giao đế trống cả tối thứ năm. Sau khi điều chỉnh xong kha lễ lên tiếng chào hỏi Phó Tây Bình, anh tới rồi. Hai người cứ tiếp tục đi, Phó Tây Bình chống tay rồi ngồi xuống ghế ở khu tiếp khách. Gần 10 phút sau, Đường Kỳ Sâm bước qua, ngồi xuống sofa khẽ vặn cổ, mày tới đúng lúc lắm, tao nhớ mai là sinh nhật bố mày, cầm hộ tao quà đưa bác, mai tao phải tham gia hội nghị hội đồng quản trị không tới được. Phó Tây Bình vắt chân, cắn điếu xì gà châm lửa rồi ném bật lửa lên bàn, hiếp mắt quan sát, mày cố tình đấy à, ông già tao còn thích mày hơn cả thằng con trai này. Đường kỳ sâm liếc cậu ta, bố mày có đuổi mày khỏi nhà thì tao cũng không thấy lạ. Phó Tây Bình búng tàn thuốc, cậu ta qua để hỏi thăm cái người này, cũng là có chuyện muốn hỏi, chuyện trên ui bố năm ngoái, mày đắc tội với ai thế, mày cướp vợ hay giết mẹ người ta hả? Kha lễ đỡ lời, chỉ là khai trừ một trợ lý nhỏ, giải quyết xong xuôi hết rồi phó tây bình hừ một tiếng đầy hàm ý dĩ ninh đẹp hơn ngày xưa nhỉ đường kỳ sâm lạnh nhạt liếc phó tây bình đừng có nhìn tao thế tao có ý gì mày biết rồi đấy giọng phó tây bình đều đều trên mạng có chiếu buổi họp báo ấy mà lúc trông thấy cô ấy thì tao biết mày xong rồi đường kỳ sâm ho khan một tiếng đúng lúc cau mày khang giọng đừng có lằng nhằn với tao chuyện lâu rồi ai còn nhớ chứ chỉ có mày nhớ thôi phó tây bình tựa lưng vào ghế hai tay khoác lên tay vịn bình thản nói tự mày hiểu là được nếu thật sự mày muốn giải quyết chuyện gì thì giải quyết đi cần kết thúc thì kết thúc dứt điếm người khác có lẽ không hiểu nhưng kha lễ thì có cậu không tiện xen vào cũng không dám xen vào phó tây bình xấu xa cố tình quay đầu hỏi kha lễ cậu cảm thấy nó có vấn đề gì không kha lễ lắc đầu thành thật đáp em không rõ phó tây bình bật cười cảm giác hòa một ván thật sự thỏa mãn, Đường Kỳ Sâm liếc qua Kha Lễ, ánh mắt đanh thép mang theo sự cảnh cáo và không vui. Kha Lễ hơi cúi đầu tránh né. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Trần Táp đẩy cửa bước vào, Đường Tổng. Đường Kỳ Sâm gật đầu, Trần Táp vào trong thì trông thấy Phó Tây Bình, ái cha, Phó Tổng. Hai người bọn họ có quen biết, Phó Tây Bình giơ tay chào rồi tiếp tục mặt dày trêu chọc Đường Kỳ Sâm. Với tính cách ngã ngón hạ lưu của Phó Tây Bình, Trần Táp không ngạc nhiên là bao. Đường kỳ xăm phớt lờ, ra hiệu cho Trần Táp, Trần Táp bắt đầu báo cáo, cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai tôi muốn đổi người, tôi sẽ dẫn theo quản lý tôn. Đường kỳ xăm ngẩng đầu, sao lại đổi? Ngày mai ông dĩ ninh xin nghỉ phép một ngày, Trần Táp hời hợt đáp, bạn trai cô ấy tới. Căn phòng chìm trong im lặng. Kha lễ bất ngờ, Phó Tây Bình cũng rung lên vài giây sau giống như một đoạn phim tạm dừng được phát tiếp nhưng dường như từ một bộ phim tình cảm ấm áp biến thành một bộ phim chiến tranh máu lửa đột nhiên đường kỳ sâm đứng lên cầm văn kiện ném vào người phó tây bình hôm nay mày mặc đồ thật khó coi lần sau đừng mặc như thế tới phòng làm việc của tao nữa kha lễ và trần táp ngơ ngác nhìn nhau người trước một lời khó nói hết người sau thì mở to mắt mặc kệ thị phi chương hai mươi không phải ngôi sao đêm qua, sáu. Lý Tiểu Lượng đưa mẹ lên Thượng Hải để khám chuyên gia, buổi chiều tới ga Thượng Hải, ông Dĩ Ninh xin phép Trần Táp nghỉ trước một giờ để đi đón bọn họ. Lý Tiểu Lượng đẩy vali, còn đeo một chiếc ba lô màu đen trên vai. Vừa thấy ông Dĩ Ninh từ xa xa, anh lập tức nhấc tay chào, tươi cười rạng rỡ. Gặp cố nhân ở nơi đất khách, đất khách hóa quê hương. Ông Dĩ Ninh trước đây rất thân thiết với bà Lý, bèn lên tiếng chào hỏi lâu lắm không gặp gì rồi trong tinh thần gì tốt quá bà lý cười vang tốt lắm tốt lắm ông dĩ ninh nhìn lý tiểu lượng lần nữa nhìn xa xăm khoa trương nói thầy tiểu lượng anh đẹp trai lên nhiều đó lý tiểu lượng chỉ ngón tay về phía cô vẫy vẫy đừng 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 anh tự biết mình thế nào em nói thế anh thật không dám nhận đâu ông dĩ ninh cười đẹp trai lắm thật đấy đưa túi cho em em cầm giúp cho Ba người lên taxi, ông dĩ ninh tìm khách sạn gần bệnh viện giúp hai mẹ con họ, lúc thuê phòng, Lý Tiểu Lượng giật lấy thẻ của cô, để anh. Ông dĩ ninh giơ tay tránh, không sao, để em trả. Thật ra cô cũng không phải tiền của cô, buổi chiều lúc cô xin nghỉ Trần Táp có hỏi lý do, ông dĩ ninh kể chuyện bạn học cũ đưa mẹ tới Thượng Hải khám bệnh nên cô qua giúp, Trần Táp tìm trong ngăn kéo hai tấm thẻ đưa cho cô, chỉ nói miễn phí tiền thuê, không dùng thì lại quá hạn, bình thường chỉ đi công tác thường xuyên nhận được phúc lợi như thế. Ông Dĩ Ninh nhận lấy, cảm ơn tấm lòng của chị. Sau đó Trần Táp lại hỏi thêm, bạn nam hay nữ? Bạn nam, cùng cấp 3. Trần Tráp tinh ý, nhìn chầm chầm ông Dĩ Ninh, rồi chị cười hiểu ra, bạn trai. Ông Dĩ Ninh rất thẳng thắn, à, không chị, bạn trai cũ thôi. Trần Táp nhíu mày, ra hiệu bảo cô đợi chút rồi chị lại lấy ra một cái thẻ khác cái này cũng sắp hết hạn ở đây chuyên đồ ăn thượng hải em dẫn bạn tới ăn thử xem nhưng lý tiểu lượng không đồng ý dùng thẻ của cô anh cương quyết bắt cô lấy thẻ vip lại rồi đưa thẻ mình ra ông dĩ ninh chỉ biết cười sao anh vẫn cứng đầu thế hả miễn phí thật mà miễn phí cũng không cần cũng đều là ân nghĩa cả anh không sợ thiếu tình nghĩa của em chỉ sợ em thiếu người ta mẹ con anh không coi trọng chuyện này đâu, anh tự giải quyết được mà, không cần phiền phức thế, Lý Tiểu Lượng hoàn toàn trắng trước người cô. Mỗi ngày 1.500 tệ, Lý Tiểu Lượng không chấp mắt trả một lúc cả bốn đêm. Ông Dĩ Ninh muốn ngăn cũng không ngăn nổi, thầy giáo thì lương được bao nhiêu chứ, không đáng để lãng phí thế này như thế đoán được điều cô lo lắng, Lý Tiểu Lượng khẽ nói, đừng lo. Đã dẫn mẹ tới thì anh muốn mẹ được thoải mái, chỉ cần bà thoải mái thì tất cả đều đáng giá. Hôm sau, hai mẹ con đi khám bác sĩ, ông Dĩ Ninh không đi cùng được, cô xin Trần Táp nghỉ với lý do này, trên thực tế là bận chút việc riêng. Tới buổi chiều, ông Dĩ Ninh gọi điện hỏi tình hình, Lý Tiểu Lượng đáp, anh đang đứng xếp hàng, còn khoảng 7-8 người nữa cơ, thôi nhé, sống ở đây không tốt lắm, ta à, đúng rồi Ninh Nhi, buổi tối cùng đi ăn cơm nhé, nhớ đó. Thầy Tiểu Lượng là một người chất phát chân thành, có sao nói vậy, không bao giờ quanh co lòng vòng. Ai ở bên cạnh anh đều cảm thấy rất thoải mái, năm tháng trôi qua, kể từ khi hai người chia tay chắc khoảng 2 năm chưa gặp lại nhưng giữa bọn họ không hề có khoảng cách, không hề xa lạ, tình yêu biến thành tình bạn, tình bạn biến thành tình thân. U cũng là một chút ấm áp hiếm có trong cuộc đời cô. Buổi trưa hôm nay, Kha Lễ đã giúp Đường Kỳ xăm rời lịch trình lên trước, thẩm tra dự án nhà máy vào buổi chiều đã được đẩy lên 12 rưỡi, bữa trưa được trợ lý đi mua và giải quyết ngay trong văn phòng. Tuy món canh có ít dầu mỡ thật nhưng vẫn không ngon như nhà làm, đường kỳ sâm có vẻ ăn không ngon miệng, và được hai miếng thì gác đũa. Kha lễ cũng đặt đũa xuống, em đi mua cho anh một suất cơm khác nhé. Em tự đi. Đường kỳ sâm đáp, không cần, sau đó cầm hộp cơm lên, chỉ ăn mỗi cơm trắng, gạt hết phần thức ăn. Kha lễ nâng cổ tay lên nhìn giờ, đường tổng, còn 5 phút nữa là tới cuộc họp mỗi tay đường kỳ sâm cầm một tập tài liệu đế so sánh thỉnh thoảng lại khoanh tròn phê duyệt cả hai bên rồi anh dặn kiểm soát thời gian cuộc họp kéo dài trong một giờ nghỉ giải lao 10 phút rồi bắt đầu cuộc họp thứ hai cậu thông báo cho nhân viên tham gia họp chuẩn bị sẵn nội dung báo cáo cắt hết những thứ không quan trọng đi kha lễ cất tiếng vâng ạ tập đoàn á hối phát triển được tới ngày hôm nay cũng đã hình thành được một hệ thống vận hành khá hoàn thiện vài năm nay khối lượng công việc của đường kỳ sâm đã giảm bớt, nhưng thời gian làm việc thì vẫn bận rộn như cũ. Lịch trình hôm nay sát nhau như vậy bởi vì anh muốn đế trống thời gian buổi tối. Lịch trình kha lễ thu xếp cho anh vừa khéo tới đúng 5 giờ. Đường kỳ sâm ra khỏi công ty nhưng không gọi tài xế, kha lễ lái xe đưa hai người tới bến Thượng Hải. Hôm nay là ngày 12 âm lịch, sinh nhật An Lam. 7 tuổi, An Lam đã bước vào showbiz, chương trình đề bút là tác phẩm xuất sắc nhất của đạo điển Trương Tề Thạch. Dù cô còn trẻ nhưng tính về tuổi nghề đủ làm bậc tiền bối của khối người trong ngành. An Gia vốn là danh môn, cộng thêm đôi ngũ quản lý tài giỏi và tinh nhuệ cho nên cô vẫn đứng vững. Ngày sinh nhật của cô trên bách khoa toàn thư Baidu thực ra không chính xác, ngày này chỉ để mở tiệc cho Phan ăn mừng, còn ngày chính xác là hôm nay, chỉ tổ chức với bạn bè thân thiết. Lúc đường kỳ sâm đến, mọi người đã tụ tập đầy đủ, trừ Trâu Lâm, người đại diện của An Lam thì không có ai xa lạ. Kha Lễ đưa quà qua, tháng trước đi Pháp đường Tổng đã chọn riêng món quà này cho cô, An An, sinh nhật vui vẻ. An Lam mặt mày rạng rỡ, ông vào lòng. Mọi người xung quanh ầm ý muốn cô mở ngay tại chỗ. An Lam không đồng ý, các cậu mà cũng dám đòi xem à. Tất cả mọi người đều biết tình cảm của An Lam dành cho đường kỳ Sâm, nhưng An Lam không dám tỏ ra quá ngạo mạn, bởi vì Đường Kỳ Sâm chưa từng biểu hiện thái độ. An Lam bước tới cạnh anh, nở nụ cười xinh đẹp, sáng lại gần. Em còn tưởng anh không đến. Đường Kỳ Sâm ấm áp nói, không đâu. Trong phòng bao khá ấm áp. Sau khi thích ứng nhiệt độ, Đường Kỳ Sâm cỡ áo khoác ra, bên trong chỉ mặc mỗi một chiếc áo cashmere cao cổ màu đen, chất vải mịn màng làm tôn lên màu da của anh. Sau khi yên vị, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn. Có vài người tự nhiên vui đùa uống rượu như uống nước lã, mồm bắn như súng liên thanh. An Lam là người khá hoạt bát, ở đây cũng chỉ toàn bạn bè thân thiết lâu năm, tử lượng của An Lam khá tốt nên không ngại thả phanh. Nhưng tối nay, Phó Tây Bình ngồi một chỗ rất kiềm chế, không hề giống bộ dạng lưu manh hàng ngày, cậu nhìn chầm chầm đường kỳ sâm đầy dụng ý, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của anh, Phó Tây Bình lại nhanh nhẹn quay đi, khóe miệng tự như nhếch lên. Ăn xong mọi người chuyển sang màn PK trên cờ sông, áp game ca nhạc. Uống xong lượt một, mọi người gần như đã hóa thú, hưng phấn nhảy tưng tưng như điên. Đường kỳ sâm không giỏi chơi cái này vì thế anh và mấy người bạn khác tụ tập chơi bài, chưa kịp đẩy ghế ra thì phó Tây Bình đứng đằng sau đập một cái lên vai anh, huyết sáo, ngoắt ngón tay ra hiệu. Mắt mày bị chuột trút à? Nhìn tao cả buổi làm gì? Ra ngoài hành lang, đường kỳ sâm đã sớm bất mãn. Phó Tây Bình cúi đầu châm thuốc, nhưng lại không được, phải chụm tay lại chắn gió mới bén lửa. Cậu nói, đừng tưởng tao không biết, vì cô trợ lý nhỏ kia, mày nên tỏ rõ thái độ với An An đi. Đường kỳ xâm cục mắt, không phủ nhận. Chẳng ai mù đâu, chẳng qua có tao dám nói vài câu trước mặt mày thôi. Bình thường qua Tết, cả nhóm bọn họ hay tụ tập, chọn mùng ba đế tới đường gia chúc Tết, mấy chục năm nay đã thành thói quen, ai cũng ngầm hiểu là thế. Nhưng năm nay An Lam không tới cùng, Phó Tây Bình hỏi cô sao không đến? Có tiếng khóc vọng ra từ bên phía An Lam. Anh Tây Bình, em đang bận đóng phim. Anh không muốn nghe câu trả lời ấy. Im lặng hồi lâu rồi giọng điệu của An Lam trở nên ấm ức. Anh Kỳ Sâm không cho em đi. Ý tứ của Đường Kỳ Sâm đã rất rõ ràng. Khi bị Triệu Chí Kỳ công kích, trên uỷ bộ lúc ấy bùng nổ. An Lam lập tức gọi điện cho anh. Anh chỉ thẳng nhiên nói tạm thời đừng liên lạc. An Lam nóng nảy em lập tức đăng bài lên ủy bộ làm sáng tỏ giúp anh. Ông Dĩ Ninh im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp lại một câu, về sau dùng người phải tỉnh táo vào. Ngụ ý là đừng mang thêm phiền phức cho anh nữa. Dù giận nhưng Đường Kỳ Sâm vẫn rất kiềm chế, giống như một con dao sắc nhọn bằng bông đâm thẳng vào trái tim bạn. Từ nhỏ đến lớn, một người được nâng niu chiều chuộng như An Lâm nếu không phải vì có tình cảm với anh chắc chắn sẽ không khó chịu tới thế. Trầm mặt hồi lâu, Cuối cùng phó tây bình nghiền đầu thuốc, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại. Cậu hỏi đường kỳ sâm. Hai năm trước mày nói với tao, nếu được thì sẽ đồng ý thử một lần với an lam. Mấy năm nay mày giúp cô ấy, che chở cho cô ấy, dùng túng cho cô ấy, nhìn thì có vẻ không khác gì bọn tao, nhưng với tư cách bạn bè mà nói, đó không phải là tình bạn. Người khác không nhận ra nhưng tao thì có. Ngoài mối quan hệ lợi ích giữa hai gia đình thì mày đang cố tự thuyết phục bản thân, thử chấp nhận tình cảm của cô ấy. Đường kỳ sâm vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, một tay đút túi, đứng thẳng tắp, không nói câu gì. Chân mày phó tay bình thả lỏng, giọng điệu bớt gây gắt hơn, đôi lúc an an đúng là hơi kiêu căng, nhưng tình cảm dành cho mày thì không có gì để chê trách. Là anh em, tao không hỏi nhiều, tao chỉ cần mày trả lời một câu thôi. Mày là anh em của tao, tao không nói nhiều, chỉ muốn mày nói một lời thôi. Trời đêm ảm đạm, lúc 10 giờ, cả thành phố như ngâm mình trong sương mù, vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo, Kha Lễ chưa vội lái xe đi ngay, làn gió ấm áp thổi tới tạo thành hơi nước trên cửa kính. Đường Kỳ Sâm ngồi ghế phó lái, không buồn thắt dây an toàn, thoạt nhìn trong anh có vẻ vô cùng mệt mỏi, bàn tay khẽ xoa mi tâm. Sinh nhật An Lam chắc phải kéo dài tới rạng sáng. Đường Kỳ Sâm ghi toàn bộ phí của bữa tiệc vào hóa đơn của anh rồi ra về. Lúc anh đi, An Lam lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, không hề nể mặt ai đường kỳ sâm không quan tâm dẫn kha lễ đi thẳng khởi động xe rồi kha lễ hỏi anh muốn đi đâu bàn tay vuốt mi tâm của đường kỳ sâm trượt xuống sống mũi dùng sức bấm lấy lại tinh thần tới chỗ lão lý kiếm chút gì ăn đi tôi thấy hơi đói kha lễ hiểu ý đánh vô lăng rẽ trái rồi quay đầu ở ngã tư lão lý là ông chủ của một loạt quán ăn thật ra anh ta không hề già nhưng lại giỏi kinh doanh cả người toát ra vẻ phong trần, Đường Kỳ Sâm khá thân với anh ta nên dùng cách gọi như vậy, lần trước Trần Tử Du mời khách cũng là ở đó. Vẫn là lều bạc màu đỏ, bàn đêm quán khá đông khách. Kha Lễ đã gọi điện báo trước, lúc tới thì lão lý đang đứng nói chuyện phím trước một bàn nào đó. Nhìn kỹ lại thì người ngồi đó rất quen, Kha Lễ nhìn bốt nhỏ giọng, là Dĩ Ninh. Ông Dĩ Ninh và Lý Tiểu Lượng cũng tới đây ăn cơm. Thật ra hai người đã ăn tối rồi đây coi như là bữa ăn khuya. Lão Lý nói chuyện rất vui vẻ, Lý Tiểu Lượng khá cởi mở lại cùng họ Lý, chỉ cần vài ba câu tự như quen biết đã lâu. Bàn đầy đồ ăn, bên cạnh có có một vỏ chai bia rỗng, sắc mặt ôn dĩ ninh hơi ửng hồng, cười tươi như hoa. Lão Lý thấy Kha Lễ tới bèn bước qua chào hỏi, tới rồi hả, vào trong ngồi đi, tôi chuẩn bị hết rồi, đã dặn nhà bếp nấu cháo dưỡng sinh cho cậu. Ôn Dĩ Ninh nhìn về nơi có tiếng nói, gương mặt còn vương ý cười lại đúng lúc đang cầm chai bia đưa lên miệng chắc là cô đã uống không ít rượu vào gan to hoặc là không nhận ra ai với ai nụ cười này của cô không hề mang theo tạp niệm cười tới nỗi đôi mắt lấp lánh ánh sao chiếu thẳng vào mắt đường kỳ sâm đường kỳ sâm đột nhiên bị chiếu tướng theo bản năng anh vẫn cứ ưỡn thẳng lưng hiên ngang ngẩng cao đầu ông dĩ ninh quay đầu về vị trí cũ không có phản ứng gì chỉ tiếp tục nói chuyện với người đàn ông ngồi cạnh Lão Lý không biết ngọn ngành, tiếp tục bày tỏ sự quan tâm, có muốn. Bỏ thêm táo đỏ và kỳ tử vào cháo không? Không bị ngọt quá đâu, tôi sẽ cho thêm cả thiên ma vào trong. Thiên ma có tác dụng bổ não và bổ khí, kỳ tử, táo đỏ, thiên ma, tên vị thuốc đông y. Đường kỳ xăm cắt ngang, ai bảo tôi muốn ăn cháo? Lão Lý sửng sốt, hả, không ăn à, không phải món quen thuộc của cậu à? Kha lễ vỗ vai ra hiệu cho cậu ta đừng nói tiếp, rồi khẽ giải thích, nghỉ ngơi đi, hôm nay bốt mệt. Đường Kỳ Sâm bước được vài bước chợt quay đầu lại nói với Kha Lễ, ngồi bên ngoài cho thoáng. Đường Kỳ Sâm chọn vị trí sát tường và cách một bàn, từ góc này có thể trông thấy góc nghiêng của ông Dĩ Ninh lại thẳng mặt người đàn ông kia. Nhớ tới chuyện Trần Táp nói lý do xin nghỉ hôm qua, Kha Lễ cũng không khó đoán ra kia chính là bạn trai của ông Dĩ Ninh. Cậu cẩn thận quan sát ánh mắt Đường Kỳ Sâm, nói thế nào nhỉ? không thể nhìn ra bất kỳ tâm tình cũng như biểu cảm nào, anh hiên ngang ngồi xuống, không nóng không lạnh, không vương bụi trần. Ông Dĩ Ninh trò chuyện cùng Lý Tiểu Lượng cả buổi, hàng huyên về thời còn đi học, về công việc và cuộc sống của mỗi người, cái tên ông Dĩ Ninh mang theo ý nghĩa, năm tháng tĩnh lặng, nhưng quãng thời gian trưởng thành thì lại thật cay đắng. Người khác không rõ, nhưng Lý Tiểu Lượng hiểu, những lời lãm nhảm này ông Dĩ Ninh không bao giờ nói trước mặt người khác, thậm chí ngay cả với Giang Liên Tuyết cô cũng trốn tránh, nhưng trước mặt Lý Tiểu Lượng, ông Dĩ Ninh lại có thể để lộ ra sự yếu đuối của mình. Những gian khổ trong cuộc sống và tất cả sự chua xót đau khổ mấy năm nay hòa tan với hơi men cây nồng lạnh lẽo, như nước lũ tuôn trào. Thầy Tiểu Lượng rất dịu dàng bao dung yên lặng lắng nghe, không hề sốt ruột, cứ ngồi cạnh bên cô tiếp thêm sức manh, cô uống một chai thì anh hai chai. Cuối cùng cũng kết thúc, hai mươi mấy chai bia nằm chỏng chơ ở đó hai người đã ngà ngà say. Ông Dĩ Ninh cầm chai bia mới, Lý Tiểu Lượng ú ớn ngăn cản: "Bà cô của tôi ơi, đừng uống nữa, không được uống nữa." Ông Dĩ Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, chỉ bằng đôi mắt trong veo như nước, vừa yếu đuối lại đáng thương, đủ để đánh bại thầy Tiểu Lượng. Anh đành cam chịu gật đầu: "Được rồi, uống nào." Ông Dĩ Ninh rạng rỡ, thật ra cô đã không còn tỉnh táo nữa rồi, ánh mắt mơ màng, chỉ còn lại những hình bóng đột nhiên lòng bàn tay cô trống không chai bia bị người ta cướp đi đường kỳ sâm đứng cạnh cô chai bia nằm gọn trong tay anh em không được uống nữa anh đặt chai bia lên bàn vương tay nắm lấy cánh tay ôn dĩ ninh lý tiểu lượng lập tức đứng dậy làm gì đấy kha lễ ngăn lý tiểu lượng lại khách khí nói chúng tôi là đồng nghiệp hai người đàn ông vừa xuất hiện ai cũng đều toát lên vẻ tin anh không hề giống kẻ xấu chút nào lão lý bước tới hít mắt giải hòa bọn họ làm cùng công ty đấy lý tiểu lượng buông lỏng nắm tay nhưng vẫn cẩn thận hỏi ôn dĩ ninh ninh nhi em quen bọn họ không tay ôn dĩ ninh bị đường kỳ sâm nắm lấy cô quay đầu khóe miệng còn vương bọt bia gật đầu ly lịa đúng là bốt của em là người phát lương đường kỳ sâm cao mày cánh tay đỡ cô siết mạnh em uống thành cái bộ dạng gì thế hả bình thường trần táp đưa em theo cũng thế à Ông dĩ ninh quay đầu nâng tay nói với Lý Tiểu Lượng thầy thầy Tiểu Tiểu Lượng tạm biệt tài xế của em tới rồi Đường Kỳ Sâm xăm, xăm mặt kéo thẳng cô vào trong xe lúc ngồi không cảm giác gì nhưng vừa đứng lên đầu óc chợt quay cuồng suýt chút nữa thì cô té thẳng xuống đất Đường Kỳ Sâm dùng thêm lực giữ chặt cô lại kha lễ theo lên xe Đường Kỳ Sâm nhét Ôn Dĩ Ninh vào ghế phó lái còn anh ngồi vào vị trí lái xe qua quyết cài dây an toàn cho cô dây bị lật lại cũng mặc kệ Đôi mắt Ôn Dĩ Ninh khép hờ, nửa tỉnh nửa mê. Kha Lễ hơi hối hận vì đã lên xe. Ôn Dĩ Ninh tăng tốc, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành tiếng động chói tai, đánh xe quay đầu lại, chỗ ở của cô anh đã hỏi địa chỉ từ chỗ Trần Táp, từng tới một lần nên vẫn nhớ rõ đường. Xe dừng lại ở ven đường, Kha Lễ còn chưa kịp đụng vào chốt cửa thì Đường Kỳ Sâm đã nói, đợi ở đây. Sau đó anh xuống xe đi vòng qua bên trái kéo Ôn Dĩ Ninh ra ngoài, Đường Kỳ Sâm đỡ Ôn Dĩ Ninh bằng một tay, nhưng đi được vài bước thì mới phát hiện ra không đủ lực, trong Ôn Dĩ Ninh cao gầy nhưng khung xương bé, da thịt săn chắc, bạn cùng phòng của cô ra mở cửa, trông thấy cảnh này giật mình sợ hãi lùi về sau mấy bước. Trọng lượng cơ thế Ôn Dĩ Ninh dồn hết lên người Đường Kỳ Sâm, phòng của cô ở tận tầng 5 lại không có thang máy, Đường Kỳ Sâm hết cả hơi mới lên tới nơi. Bạn cùng phòng giúp anh đỡ Ôn Dĩ Ninh vào phòng ngủ rót thêm cốc nước nóng rồi quay lại phòng mình. Cánh cửa phòng đế hở, ánh đèn từ phòng khách hắt vào, qua khoảng cách ánh sáng đã nhạt dần, tới được bên trong thì chỉ còn lại một lớp mờ nhạt, ôn dĩ ninh ngồi ở mép giường, đầu gục xuống, cổ sát vai tạo thành một đường công xinh đẹp, nửa người cô gục hẳn xuống, tóc che gò má, chiếc bóng nhỏ bé hất trên tường khiến căn phòng càng u tối. Đường kỳ Sâm kéo ghế ra ngồi cạnh cô, hơi thở nóng rực, anh duỗi tay nới lỏng cổ áo, hầu kết trượt lên xuống hít một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh chợt anh sững người lại ông dĩ ninh ngẩng đầu lên nhìn anh tự lúc nào đôi mắt cô hẹp dài và ấm áp không biết là do men say hay là say thật mà mắt cô đỏ lên chăm chú nhìn thẳng đường kỳ sâm ánh mắt mang theo sự mơ màng mờ mịt cộng thêm cả sự bất cam giống trẻ con mỗi khi tức giận ông dĩ ninh khàn khàn cất tiếng anh không phải là người tốt những dọc lệ thấp thoáng nơi đáy mắt cô như một mũi kim nhẹ nhàng đâm thẳng vào trong lòng đường kỳ sâm cảm giác nhói đau này khiến anh nhớ tới câu nói của phó tây bình ở bữa tiệc sinh nhật an lam là anh em tao không hỏi nhiều tao chỉ cần mày trả lời một câu thôi mày còn thích dĩ ninh không khuôn mặt đường kỳ sâm lạnh lẽo như ánh trăng lúc ấy anh không hề đưa ra đáp án Ông dĩ ninh vẫn đang nhìn anh ánh mắt ngày càng mơ hồ hàng mi khẽ chớp những giọt lệ kia như bị mất nơi dung thân, tràn ra thấm ướt nơi hốc mắt. Con ngươi đường kỳ xăm sâu tự biến, cổ tay anh khẽ run rẩy, không kiềm chế được. Cuối cùng anh vẫn giơ tay lên, khẽ chạm vào gương mặt cô, sau đó, dùng ngón tay khẽ lau đi giọt lệ còn vương trên mắt ôn dĩ ninh. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like. Share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.